Xin chào các thầy cô giáo, chúng ta bây giờ quay lại làm việc nhé. Các thầy cô ổn định vị trí, chúng ta bắt đầu. Tôi sẽ trình bày tiếp. Nhưng mà chúng ta còn một thêm một chủ đề nữa để kết thúc cái phần xây dựng thư viện một định hướng CS. Đó là cái chủ đề danh sách liên kết và thiết lập thư viện chương trình. Thì cái chủ đề này nó có hai cái phần, một là thiết lập thư viện chương trình và hai là danh sách liên kết. Thì cái phần thiết lập thư viện chương trình rất là dễ, còn phần danh sách liên kết thì nó hơi phức tạp một chút. Nhưng mà này, như vậy cái chương này, cái phần này nó cũng có hai bài thôi. Thì bài thứ nhất là có bên này, thì thứ nhất là như là ba lý thuyết, thì nhìn cho này là bên này là ba lý thuyết phần thiết lập thư viện chương trình và hai lý thuyết phần thực hành. Thì cái phần thiết lập thư viện chương trình là một trong cái phần rất là dễ của Python. Thì Python là cũng là một trong những ngôn ngữ lập trình mà để thiết lập thư viện là dễ nhất trong tất cả các ngôn ngữ, theo tôi cảm giác là như vậy. Tức là muốn là lập một cái thư viện mà có thể cho nhiều người dùng, chúng ta đưa tất cả những cái hàm mà để tạo thành như vậy, chúng ta đưa vào một cái tệp, tệp nó có đuôi là pi như bình thường thôi. Thì khi chúng ta thì cái tệp pi đó nó tự nhiên nó biến thành thư viện luôn. Và ở tất cả mọi nơi khác, nếu mà cần, chúng ta có thể dùng lệnh là import cái thư viện đó là được. Như vậy là để thiết lập một cái thư viện chương trình trong trong Python thì rất là dễ. Mà bản thân Python là một lập trình, nó là mã nguồn mở, cho nên là nó mở cho tất cả mọi người đều có thể viết thư viện và đẩy lên cho những tác giả của cái nhóm lập trình, nhóm thiết kế chương trình Python ấy. Thì nếu tác giả đó mà thấy nó hay ấy, thì lập tức tác giả đó đưa vào trong cái phần Python lõi. Chúng ta chú ý như vậy, cái Python là một lập trình rất là mở, cứ mỗi một lần mà nó ra một phiên bản mới thì nó lại bổ sung thêm một số các thư viện mới cho cái người dùng mà họ đưa lên. Như vậy là ở đây là cái chỗ rất là mở, thậm chí chúng ta có thể là yêu cầu là học sinh, cũng thể các em cũng thể là tự mình tạo ra các thư viện hay các cái hàm hay mà có cảm giác có ý nghĩa, và các em đó có thể gửi cái thư viện của mình lên trên cho cái nhóm tác giả của Python. Họ mà thấy hay thì họ sẽ đưa vào trong cái bản mà chúng ta cài đặt. Như vậy là cái thư viện lập thư viện của Python rất là dễ. Khi mà bạn chú ý, khi mà chúng ta cài đặt chạy cái chương trình Python ấy, thì ở trong khi chúng ta đưa vào trong máy tính ấy, thì ở trong máy tính của chúng ta nó sẽ lưu, nó có hai loại thư viện. Một loại thư viện là nằm trong các cái tệp ở bên ngoài ngay trên các trong đĩa, và một cái tệp một cái loại một thư viện thứ hai là nằm trong cái file DLL. Một cái thư viện đó là thư viện nằm trong cái lõi gốc của Python và chúng ta dùng được luôn vào trong bộ nhớ luôn, chúng ta không cần dùng cái lệnh import nữa. Còn nếu dùng lệnh import thì tức là chúng ta cần một thư viện nằm ở trên đĩa, nằm trên máy tính đó. Thì việc thậm chí tất cả thư viện này, tất cả thư viện mà có sẵn ở trong Python đó mà nằm bên ngoài đó, chúng ta đều có thể mở ra xem, và tất cả các đó đều là mã nguồn mở hết. Nên tôi cho các bạn xem một chút nhé. Đây, bây giờ chúng ta có thể chúng ta xem cái tệp chạy của Python ở tầm này này. Chúng ta có thể mở ra cái thư mục mà chứa cái tệp Python đó nhé. Đấy, thì đây là cái thư mục mà chứa cái Python hiện thời mà chúng tôi đang có nhé. Thì các bạn thấy không, nó có mấy cái file DLL, file Python 3 DLL, Python 3 10 DLL. Đây là những cái file mà nó chứa những cái thành phần quan trọng của lập trình Python, mà nó chứa cả những cái thư viện mà tích hợp sẵn ở bên trong lòng Python. Khi chúng ta chạy Python là dùng được luôn, không cần dùng cái lệnh là import. Còn nếu mà các cái thư viện bên ngoài thì nằm ở đây hết này, tất cả các thư viện bên ngoài đều nằm trong cái thư mục list. Đây chính là cái nơi mà lưu trữ tất cả các cái thư viện mà Python đưa vào đi kèm cái bộ chạy cái bộ của Python. Chúng ta đều có thể, tất cả cái thư viện này đều chúng ta đều có thể mở ra và xem mã nguồn của nó. Rất nhiều cái thư viện hay. Lấy ví dụ ở đây có cái thư viện, như đây là có cái thư viện là T-Kinter. Đây là cái thư viện là thư viện mà rất nổi tiếng, thư viện là nó tạo ra cái giao diện đồ họa của Python rất là nổi tiếng. Chúng ta kéo xuống nhé. Thì những thư mục này này là những cái thư viện mà nó có nhiều tệp, có thành một cái bộ các thư viện. Còn ở bên ngoài này nó có những file riêng lẻ, cái file đuôi pi. Đây là những cái thư viện mà nó chỉ có một file thôi, nằm ở bên ngoài hết. Rất nhiều thư viện hay trong này nhé. Mà tất cả thư viện này thì không phải thư viện nào cũng là của những người
của những người sáng tạo Python gốc mà đều của những người của công ty thứ ba làm cả, của những công ty thứ ba họ họ tạo ra, và những người đó họ gửi lên cho Python và Python thấy hay và đưa vào trong cái này, đưa vào trong cái mục cài đặt của Python. Tôi lấy ví dụ như chúng ta có thể mở ra và xem mã nguồn của nó. Đây tôi cho các bạn xem một cái mã nguồn nhé, một cái thư viện rất là hay. Để cho có thể cô xem một cái thư viện là một cái mã nguồn mở, thậm chí các thầy cô có thể cho học sinh hay các thầy cô cũng vậy, cũng mở ra xem mà chúng ta có thể cùng nghiên cứu để chúng ta xem một cái mã nguồn mở nó như thế nào, thế nào là một cái thư viện, và rất nhiều học rất nhiều điều khi mà chúng ta muốn tìm hiểu sâu về Python đấy. Đây tôi cho các thầy cô xem một cái thư viện rất là nổi tiếng, thư viện nó có tên là Turtle. Cái thư viện này là gì? Thư viện này là thư viện của một cái người, của một tác giả thứ ba. Ông này không phải là người Python. Ông ta dựa trên Python và ông ta viết những cái thư viện gồm những cái hàm, ông ta mô phỏng lại toàn bộ cái phần mềm logo. Chúng ta nhớ lại cái phần mềm logo là cái phần mềm mà lập trình cho trẻ con đấy, điều khiển con rùa chạy chạy đấy. Ở Việt Nam mình thời gian dài khoảng hơn 10 năm trời là học sinh tiểu học là học tin học, và trong đó có học lập trình logo. Mà trong cuộc thi tin học trẻ cũng rất là nhiều, cũng rất là dài là dùng logo để mà vẽ những cái hình ảnh hay đấy. Thì sau này nó có Scratch thay thế cho cái logo cho chúng ta không dùng nữa. Nhưng mà đây là một cái thư viện rất là hay nhé. Chúng ta biết chúng ta bật cho các bạn xem này. Thì nếu các thầy cô mà xem cái này các thầy sẽ hiểu hơn được, cái ý nghĩa của cái phần mềm lập trình logo của chúng ta. Đây, biết bật cho thầy cô xem nhé. Đây. Đây là một cái mã nguồn mở của cái thư viện là Turtle. Để do một tác giả là tên là Gregor là Link là người viết nhá. Đấy, ông là người ông là chính là người viết cái mã nguồn mở này, cái thư viện này. Được viết năm 1900 2009 này. Đấy. Và chúng ta có thể xem. Nó mới xem thì nó khó, nhưng mà xem lúc là chúng ta xem kỹ thì nó không có người khó, hoàn toàn có thể hiểu được hết chứ. Chúng ta có hiểu được hết cái bản, xem cái này hay là chúng ta có hiểu được bản chất của cái phần mềm logo ngày xưa rất 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 nổi tiếng. Phần mềm logo là phần mềm mà rất nổi tiếng do một nhà báo học người Mỹ sáng tạo ra. Cái ông này chính là nổi tiếng về việc là đưa cái khái niệm mà lập trình cho học sinh phổ thông, cho học sinh tiểu học. Ông này là rất nổi tiếng từ sang Việt Nam rồi, và từng bị tai nạn giao thông ở Việt Nam tại cái ngã tư ở phố không nhớ là chỗ gần đại học khoa ấy, công ty quân tên ông đấy rất rất nổi tiếng nhé. Thì ông ấy là tác giả của cái tư tưởng của phần mềm logo. Còn đây là một tác giả khác viết trên Python để mô phỏng lại cái thuật toán cái chương trình logo mà đặt tên là Turtle nhé. Thì chúng ta xem là tổng cộng nó có bao nhiêu dòng nhé. Tổng cộng nó có là 4.141 dòng. Một chương trình là khá lớn đúng không nào? Mà nó rất là hay, cho nên là các thầy cô mà tìm hiểu quỹ thì thấy rất là hay luôn nhé, hay lắm. Nói chung mà cái hay của Python chính là chỗ đó, là nó là một cái bộ các cái mã nguồn mở rất nhiều những thông tin, rất nhiều những cái điều hay ho mà nếu mà học ở trong những cái lập trình khác thì rất là khó. Pascal hay là C rất là khó mà chui vào bên trong của ngôn ngữ đó để tìm hiểu, thì Python cho phép như vậy. Nó là một cái ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở. Thậm chí còn một cái lõi gốc mà tạo ra cái file Python trên Excel đó, nó làm cái bộ lõi gốc là hoàn toàn mã nguồn mở. Nếu ai mà chịu khó mà mở ra xem mã nguồn của nó thì tốt, cái mã nguồn gốc Python đó để viết trên C, để viết trên C cộng, rất là hay. Thì như vậy có thấy như vậy là Python là một cái lập trình là nó là một cái chương trình là rất dễ là tạo ra các cái thư viện đấy. Cho nên cái phần này, trong bài một này thì nó có cái phần đầu tiên để kết tạo chương trình thì rất là dễ. Thì có thực hiện chương trình rồi thì chúng ta sẽ dùng cái lệnh là import, là ra nó import là từ cái thư viện đó là chúng ta dùng được nó nhé. Hàng ngày chúng ta có dùng cái thư viện là, ta lấy ví dụ chúng ta dùng là đây, ví dụ chúng ta có dùng thư viện, là ví dụ như là import, ví dụ import math chẳng hạn. Thì math là một cái thư viện, nó không nằm ngay trong cái file exe của Python mà nằm ở bên ngoài, mà chúng ta có thể import cái math và bên chúng ta có thể đi xem là trong cái thư viện Mac nó có những cái hàm gì. Đây ta kiểm tra nó có rất nhiều hàm đấy. Ở trong này nó có cái hàm tự nhiên là hàm tính làm tròn lên, làm tròn xuống này, hàm tính các bậc hai của một số này, hay là hàm tính sin cos cotang cotang này, hay là hàm rất nhiều hàm tính logarit cơ số 2, hay là cơ số 10. Thì rất nhiều cái đây là những cái hàm của thư viện Mac. Lấy ví dụ như vậy.
và rất nhiều thư viện khác nữa nhé. Rất nhiều thư viện là chúng ta là nó có sẵn ở trong cái thư mục tôi vừa nói đấy. Chúng ta có thể muốn dùng chúng ta phải dùng lại là import mark. Đấy, thì chúng ta mới dùng được nó. Đấy, import mark. Được chưa? Hay cụ thể hơn, bây giờ tôi muốn dùng một hàng cụ thể, tôi có thể dùng lệnh là format import. Ví dụ tôi cần dùng cái hàm nó có một hàm sqrt chẳng hạn, thì như vậy là import cái hàm sqrt ở từ thư viện là mat đó, thì xong rồi chúng ta có dùng lại là sqrt ví dụ như là 12 tính được cái bậc 2 của số 12 đó. Rồi thì đó là một cái phần này là phần dễ thì thôi nó nhanh. Bây giờ chúng ta sang cái phần tiếp theo rất quan trọng là cái phần nói về cái sinh sách liên kết. Thì phần này theo tôi là tương đối khó, có lẽ là khó vì có rất nhiều kiến thức mới mà học sinh chưa được học từ lớp 10 và sang đây là học luôn vào cái khái niệm này luôn. Thì tôi xin dừng lại một chút để chúng ta cùng nhau xem xét cái phần này nhé. Về sinh sách liên kết nó là linked list, là một cái kiểu dữ liệu tính và nó khác với mảng. Mảng là chúng ta có thể truy cập vào từng phần tử một bằng cái khái niệm chỉ số. Chúng ta có thể xóa từng phần tử một bằng lệnh đen rất dễ dàng. Nhưng mà đối với linked list thì nó phức tạp hơn, mặc dù nó vẫn làm cấu trúc dữ liệu dạng tuyến tính. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Thì đây chính là cái cấu trúc dữ liệu của linked list. Như vậy là muốn sách liên kết nó gồm có hai cấu trúc dữ liệu. Một cấu trúc dữ liệu tên là node hay là nút nhé. Đây. Thì cấu trúc này nó tối thiểu nó gồm có là một cái trường hay là một cái thuộc tính đặt tên nó là khóa, nó là cái nội dung của cái nội dung số của cái nút đó, và hai là một con trỏ đặt thường đặt tên là next, con trỏ sẽ chỉ sang cái nốt tiếp theo. Như vậy là cái cấu trúc nốt này của cái linked list nó là gồm một dãy các cái nút nhé. Cái nút đây là nút đầu tiên của dãy này, nút thứ hai của linked list, nút thứ ba là, và cuối cùng nút cuối cùng là con trỏ next sẽ chỉ sang cái năm, chỉ sang trống, không có gì cả, được chưa? Như vậy là một cái nốt điển hình của một cái sách liên kết gồm có hai trường, một trường là trường key, cái đặt tên khác là cái trường khóa, có thể đặt tên là key, có đặt tên là làm gì cũng được, data cũng được, bất kỳ nhé. Và cái một trường thứ hai thường đặt tên là next. Đấy. Thì cái loại nốt mà chỉ có một cái trường next này thì người ta gọi là cái nốt đơn, hay là cái đây là cái sách liên kết đơn. Và cấu trúc thứ hai là cấu trúc đầu của một cái linked list. Thì một linked list thuộc kiểu là LL và có một cái đầu tên là heap. Thì mặc định heap là một con trỏ chỉ vào cái phần tử đầu tiên của sách liên kết. Đấy. Như vậy là cấu trúc sách liên kết nó gồm có hai cấu trúc con. Một cấu trúc con là nốt, được chưa? Cái nốt được trỏ, nốt trước được trỏ vào cái nốt sau và nốt cuối cùng là trỏ vào năn. Và một cấu trúc thứ hai là heap, là cái đầu của sách liên kết. Đầu này là chỉ là một con trỏ thôi, chỉ vào phần tử đầu tiên. Đó, thì cái đó thì dễ rồi, không vì là khó, chúng ta đều biết cả, chúng ta đều đã từng dạy trên Pascal và C đều hiểu cả. Nhưng cái khó là như này, cái khó hơn là như này. Ở trong Pascal và C thì chúng ta dễ dàng tạo ra một kiểu dữ liệu mới nhé. Ở trong Pascal chúng ta dùng lệnh type, là chúng ta tạo ra cái thực hóa type để mà tạo ra một kiểu dữ liệu mới rất dễ dàng. Ở trong C chúng ta dùng cái thực hóa là struct, chúng ta có thể tạo ra một kiểu dữ liệu nào là đơn giản ngay lập tức. Nhưng mà ở trong Python thì không, chúng ta không có cái từ khóa là type, cũng không có cái từ khóa là struct. Và ở trong Python thì tất cả mọi kiểu dữ liệu mới bắt buộc phải định nghĩa thông qua khái niệm là class. Đấy, đây là một điều mới này. Vì Python là ngôn lập trình là gì? Là hướng đối tượng là 100%. Tất cả mọi thứ đều là đối tượng hết, đều là class hết. Thế đây là một điều rất là hay của Python, nhưng mà cũng là khó với học sinh như chúng ta mà chưa bao giờ tiếp cận khái niệm này. Thế nhưng mà trong trình lớp 10 của chúng ta là không hề dạy, không hề nói gì về khái niệm class nhé, một lập trình đối tượng. Thế mà ở đây chúng ta bắt buộc phải nói về cái này. Thì các thầy cô có thể nói nhanh cho học sinh hiểu cái khái niệm là lập trình đối tượng và nói rõ là một cái đối tượng, một cái class, nó chính là cái từ khóa tương đương với cái từ khóa type hay từ khóa struct của Pascal và C, dùng nó để chúng ta khởi tạo một cái cấu trúc dữ liệu mới. Thì chúng ta sẽ dùng cái định nghĩa class, chúng ta tạo ra hai kiểu dữ liệu, một là kiểu dữ liệu là node nhé, node, và hai là LL, là viết tắt của từ linked list thôi.
Thì nốt này nó sẽ gồm có hai trường đây, một trường là key và một trường là next, đó là trường hợp tối thiểu nhé. Chúng ta có thể mở rộng ra với những kiểu dữ liệu, với những cái trường khác, nhưng mà tối thiểu là một cái gọi là một danh sách liên kết đơn ấy, thì một cái nốt của nó chỉ có là một cái trường khóa, một trường next thôi. Trường next là chỉ sang cái phần tử tiếp theo đó. Thì đây là cái chỗ này, đây chính là cái thủ tục bắt buộc phải có khi mô tả một cái class. Đây là thủ tục mô tả cái cấu trúc của cái kiểu dữ liệu này. Thì các bạn nhìn mới vào thấy, nếu chúng ta mà nhìn đầu tiên thấy nó hơi lạ một chút đúng không? Nhưng khi chúng ta quen rồi thấy nó không có gì cả. Như vậy là bắt buộc phải có một cái hàm, tức là hàm init, mà bắt đầu bằng hai dấu gạch dưới và kết thúc hai dấu gạch dưới. Thì tất cả những cái hàm ở trong mô tả trong các lớp ấy mà bắt đầu bằng hai gạch dưới và kết thúc đều là cái hàm hệ thống. Hệ thống là người thường là không nhìn thấy, chỉ người lập trình thì mới nhìn thấy thôi, người thường là sẽ không nhìn thấy gì cả. Thì cái cấu trúc mặc định của cái hàm init là như sau này, là nó sẽ là mở ngoặc và có từ khóa cell bắt buộc phải có nhá. Sau đó là những cái trường, là những cái thuộc tính mà có thể gán trực tiếp khi chúng ta khởi tạo, không có cũng không sao cả. Ví dụ ở đây này, dưới này không có nhá. Ở đây là LL là một linked list thì chỉ có init và cell thôi, không có cái không mô tả cái tham số đâu cả. Như vậy là đây kia nhất, ở đây ở dưới đây là sẽ mô tả các cái thuộc tính của cái đối tượng đó. Thì đây cho thấy kia đối với nốt có hai thuộc tính là key là 1 và next là 2. Và kia đi ở đây thì chứng tỏ gì, là chúng ta có thể khởi tạo một cái nốt ngay ở đây. Đây chính là cái lệnh mà chúng ta khởi tạo một cái nốt mới có khóa là 10. Thì cái 10 này chính là cái kia này đấy. Được chưa nào? Vậy khi chúng ta viết ở đây, key đây là thì ta bắt buộc phải có cái 10 này. Không có 10 là mà chúng ta viết là nx thì bằng nốt mở ngoặc đóng ngoặc là bị sai ngay. Bắt buộc phải có một cái key được đưa vào, chính là ở đây. Còn ở đây này là chỉ có cell không thôi, thì là đặt luôn là cell chấm hết là bằng năm, như vậy là không cần gì cả. Thì đây là một cái, khi nghĩ được cái này rồi thì đây là cái lệnh mà khởi tạo một cái nốt mới, mà tính sẽ tạo ra một cái đối tượng, một cái object thuộc cái lớp là lớp nốt nhé, và với khóa là 10 mà con trỏ x thì trỏ vào đây. Cái nốt này là nó có một nốt đơn thôi và cái đích của nó là chỉ vào năm, nhưng mà đây bắt buộc phải biết cái từ khóa năm nhé. Còn đây là LL, khi gọi cái này thì máy sẽ tạo ra một cái link list có cái tên là L và là rỗng, tức là cái hit đó trượt nó chả vào rỗng đó. Để chưa, thì đây là những cái khái niệm rất đơn giản nhưng mà rất là cơ bản của cuốn sách liên kết. Cái phần này các thầy cô chắc phải giảng kỹ cho học sinh mới hiểu được, và giảng sau đó thì thông qua những cái ví dụ cụ thể học sinh mới hiểu được. Rồi thì sau đó đây chúng ta sẽ làm phần tiếp theo của chương trình, là chúng ta sẽ học một số những cái đây là cái hình mà tôi đã vẽ hôm qua. Đây nó vẫn lượi được, sẽ được hay quá, đỡ phải vẽ lại nhé. Thì chúng ta sẽ được học là trong trình học là 1, 2, 3, 4, có 5 cái hàm. 5 cái hàm cơ bản liên quan đến cái sách liên kết nhé. Cái hàm này này, cái hàm này là hàm là gì? Là chèn một cái nốt có khóa là K vào đầu của sách liên kết L. Đây nhé. Hàm này là hàm là xóa cái phần tử đầu tiên, xóa cái nốt đầu tiên của sách liên kết L nếu nó có. Nếu nó rỗng thì thôi. Hàm này là hàm là tìm kiếm một cái nốt có khóa là K của sách liên kết là L. Nếu chúng thấy thì trả về cái nốt đó, còn không thấy thì trả về là năm. Chỗ đây nhé. Cái hàm này là cái hàm là xóa một cái nốt đầu tiên có khóa là K của cái sách liên kết là L. Đấy. Và đây là cái hàm này là hàm là hiển thị trên màn hình các cái khóa trên một hàng ngang. Chúng ta nhớ lại là đối với sách liên kết ấy, thì không có lệnh print đâu. Không giống như là không đối với list, chúng ta có lệnh print list nó sẽ in ra các phần tử của dãy, nhưng mà đối với sách liên kết thì không, chúng ta phải có một cái hàm riêng. Cái hàm sâu này nó tương đương với cái lệnh print đấy đối với list. Tôi mô tả lại nhanh cái lệnh này nhé. Giả sử đây là cái dãy ban đầu, đây là cái link list ban đầu nhé. Đây là cái hết này, hết để trỏ vào cái phần tử đầu tiên này, nốt đầu tiên trỏ vào nốt thứ hai, nốt ta trỏ nốt thứ ba, nốt thứ ba trỏ vào nan này. Đấy. Thì giờ chúng ta lên tệ lệnh này. Thì đầu tiên là lệnh số 2 là máy tạo ra một cái nốt mới là có khóa là K. Và con trỏ đây là nốt, nốt này sẽ trỏ vào, đây là nốt nhé, trỏ vào cái này. Và cái nốt này sẽ trỏ, sẽ chỉ vào năm nhé. Chúng ta làm bước tiếp theo ở đây.
là nốt next bằng LH, tức là chúng ta đặt con trỏ của cái nốt này này bằng LH, chúng ta trỏ cái này vào đây, trỏ vào vừa đầu tiên đây, cái này này, cái này lại trỏ vào đây nhé. Còn lệnh thứ hai này đặt LH bằng nốt, tức là LH là cái này này, trỏ vào cái x và cái nốt này. Đấy, như vậy chúng ta chèn cái này vào giữa chữ là hai bước nhé. Bước một là tạo ra một nốt mới này, bước hai là con trỏ đây trỏ vào đây, và bước thứ ba là con là cái đầu này trỏ vào đây. Như vậy chúng ta chèn này vào giữa, chèn vào đây vào đầu của một cái sách liên kết. Đây là lệnh chèn đầu nhé. Ở đây vì vì rất là theo là mình rất là khó, cho nên chúng tôi chỉ đưa ra một vài cái hàm cơ bản thôi. Còn xung quanh cái bài toán liên quan đến sách liên kết thì có rất nhiều bài tập khác nhau nhé. Đây là cái là một ví dụ khác, là cái lệnh là xóa xóa cái phân tử đầu tiên của một sách liên kết nếu nó là rỗng. Đây nếu mà đây là, nếu là khắc rỗng này thì chúng ta đặt là LH next là cái gì? Đây là bắt đầu của nó đây nhé. Chúng ta đặt LH next chính là cái này này. LH là cái này. Chúng ta bằng cái này chúng ta trỏ con này vào đây. Đấy, thì cái phần này sẽ bị xóa đi. Đấy, thấy con này. Tức là cách chúng ta làm, chúng ta chỉ việc đặt LH là cái này, chúng ta không trỏ ở đây nữa, chúng ta trỏ vào LH next, trỏ từ bên này. Đấy, rất đơn giản. Cái khác là cái khác, cái chỗ khác là tương tự. Thì như vậy đây là cái phần mà theo tôi hiểu là nó khó hơn cả, thì chúng ta phải rất cẩn thận, và các thầy cô cũng nên tìm hiểu thêm một số những cái dạng giấy cái khác nữa để chúng ta có cái hình dung hơn, sâu hơn. Nhưng trước mắt chúng ta phải làm việc với cái này. Thế đây là những hàm cơ bản thôi, còn có những hàm có thể nó có những hàm sâu hơn, như là hàm là chúng ta cần phải chèn một cái nốt vào cuối của dãy thì làm thế nào, cuối cùng một sách liên kết thì làm như nào, hay là chèn một cái nốt vào trước một cái nốt khác của khóa K thì làm thế nào. Ví dụ như vậy có rất nhiều cái lệnh, cái hàm, cái bài tập như vậy khác nhau đó. Thì đó là cái phần là cái phần liên kết và nó liên quan đến sách liên kết nhé, là tiếng Anh nó gọi là link list. Thì tôi nói rồi là đây là cái phần mà thời gian, nếu mà theo tôi mà đúng ra thì nên đưa cái phần này vào sang lớp 12 thì hợp lý hơn. Vì ở lớp 12 chúng ta sẽ học các cái cấu trúc dữ liệu tuyến tính khác, ví dụ như là hàng đợi, hàng ngăn xếp, thì cái phần này có thể đưa vào cùng cái chương mô tả về hàng đợi ngăn xếp, nó rất hợp lý, rất hợp lý. Nhưng mà quy trình đã ghi ở đây rồi, chúng ta phải dạy ở đây thôi. Như vậy cái trình này sẽ dạy ở cái bài cuối cùng của lớp 11 phần CS. Đó, thì đến đây là tôi vừa mới trình bày xong các thầy cô cái phần 32 tiết của cái 32 tiết của cái phần định hướng CS của sách giáo khoa kỳ 11, định hướng CS. Nó là 32 tiết. Một chương trình mà theo tôi là rất là hay. Rất là hay, mà tôi nhắc lại là có một cái chương, có một cái phần rất quan trọng là cái phần nói về kiểm thử và đánh giá chương trình. Đấy, thì đó là nó phần đó, chính cái phần đó nó giúp cho biến toàn bộ cái phần CS của lớp 11 này trở thành cái khoa học, thành cái môn khoa học rất rất là rất rất là hay, và đang ngang hàng các môn học khác. Và với những cái như với cái điều kiện như thế này thì chắc chắn tin học sẽ là cái môn học rất là quan trọng, và trong tương lai thì tin học sẽ là một cái môn mà học sinh được phép chọn để thi đại học. Hiện nay gần đây là bộ đã đưa ra đưa ra là một cái dự án mà còn chính xác đấy, là từ năm 2025 trở đi, khi mà lớp 12 đã học xong cái trình mới của chúng ta thì tin học bắt đầu được đưa vào như là một cái môn tự chọn để thi. Như vậy là thi tốt nghiệp phổ thông thì có bốn môn học chính nhé, bốn môn chính thức bắt buộc là toán, văn, ngoại ngữ và lịch sử. Ngoài ra học sinh sẽ được chọn hai trong tất cả các môn học còn lại, như là toán, như là lý hóa sinh sử và vân vân, và công công nghệ và tin học. Nhưng mà tin học sẽ là một cái môn quan trọng trong cuộc thi, và chắc chắn là trong các nhà trường đại học họ sẽ có rất nhiều trường là yêu cầu đầu vào phải có cái điểm của cái môn tin học, chắc chắn rồi. Cho nên môn tin học sẽ là một cái môn là sẽ rất là quan trọng trong trong tương lai gần, chỉ một vài năm nữa thôi nhé. Bây giờ tôi xin phép được chuyển sang phần tiếp theo, tôi nói về cái trình bày cho thầy cô cái chuyên đề CS, là một cái chuyên đề ba tiết mà cũng là khá quan trọng. Thì đối với học sinh nào mà muốn học thêm sâu hơn nữa về về về, về kỹ thuật lập trình, về khoa học máy tính ấy, mà muốn mình sẽ này sẽ mình sẽ làm cái nghề, làm nghề sẽ học trong định hướng là khoa học máy tính, thì bắt buộc thì nên chọn cái chuyên đề này, nó về nó rất là hay. Được rồi, thì cái chủ đề của chúng ta nó như thế này, nó gồm có là ba ba cái chủ đề, hay là ba chủ đề con.
Đúng, với là ba kỹ thuật lập trình cơ bản. Một là chuyên đề, một là kỹ thuật định quy nhanh như vậy nhé, chuyên đề hai là kỹ thuật chi để trị, và chuyên đề ba là kỹ thuật duyệt, mà cụ thể đây là duyệt quay lui đấy. Như vậy là nó là ba cái phần mà theo tôi nghĩ là nó rất cơ bản. Tất cả những người nào mà muốn học sâu về lập trình, muốn học sâu về thuật toán thì bắt buộc phải biết ba cái kỹ thuật này. Trong đó kỹ thuật định quy là cái đầu tiên rất quan trọng, còn cái chia để trị là cả phần, nhưng mà chia để trị cả quay lui đều đều sử dụng định quy cả, cho nên định quy là cái đầu tiên. Thì cái chuyên đề một là định quy đó cũng là 5 bài và 10 tiết, chuyên đề 2 là 5 bài là 10 tiết, và chuyên đề 3 là 6 bài và 15 tiết. Thì tất cả các bài đều là hoặc là hai lý thuyết hoặc là hai thực hành, riêng có hai bài là cho tôi là hơi khó, là cái bài 13 là kỹ thuật duyệt quay lui, là cái bài mô tả về lý thuyết thì quay lui thì nó hơi phức tạp, tôi để là ba tiết lý thuyết, và một cái bài nữa là bài mà nó xếp hậu cũng hơi khó một chút thì cũng để dành như là ba tiết cho phần lý thuyết, còn lại là nó sẽ là hai hai hết, với tổng số nó sẽ là 20 tiết lý thuyết và 50 thực hành. Mình chúng ta sẽ đi vào từng cái phần một nhé. Và đây là phần nhìn tổng thể chung của cái ba chủ đề đó tôi đã nói rồi nhé. Vì chúng ta đi vào từng cái từng cái chủ đề một nhé. Cái chủ đề một là cái thuật định quy, phần này gồm có 5 bài và 10 tiết. Bài số 1, bài số 2 là đều là lý thuyết, bài số 3 là thực hành của bài số 2, bài số 4 là bài toán rất đặc biệt, là bài toán tháp Hà Nội cũng là lý thuyết, bài 5 là thực hành của tổng thể của toàn bộ đó. Thì bài số 1 là nói về khái niệm định quy, khái niệm công thức truy hồi và hàm định quy, cấu trúc cơ bản của một chương trình định quy. Thế thì phần này là phần nó là các khái niệm, cái định nghĩa mà chúng ta có thể đưa ra một cái chương trình, một vài chương trình cơ bản, cái cấu trúc cơ bản của một chương trình định quy nó là như thế nào. Bài số 2 là cái bài chúng ta thiết kế một vài cái chương trình đơn giản thuật định quy, ví dụ như cái bài tính hàm lũy thừa, tính dây thừa. Và bài số 2 này chúng ta sẽ được quay lại để quay lại cái bài toán, cái thuật toán tìm kiếm nhị phân ở trong sách giáo khoa tin 11 ở phần trên đó, mà chúng ta thực hiện lại cái thuật toán này bằng định quy. Và đây là phần rất quan trọng. Qua cái phần này chúng ta sẽ thấy gì? Chúng ta thấy là hầu hết tất cả các thuật toán bình thường ấy, chúng ta đều có thể cài đặt nó dưới dạng định quy. Nói chung là hầu hết tất cả các thuật toán nào đó, mà đa số các thuật toán mà có thể mô tả bằng bình thường ấy, đều có thể mô tả bằng hoặc là bằng chương trình không định quy hoặc là bằng phương án định quy. Đấy, thì nó gần như tương đương nhau, rất là đây là phần rất là hay luôn. Đấy. Bài số 3 này là cái bài là cái một cái bài thực hành thôi, nhưng bài thực hành này có một số, trong bài thực hành này có một số ví dụ rất là hay. Ví dụ như là trong đó có cái bài là tính ước chứa nhất của hai số nguyên không âm, và thuật toán này đưa ra là thuật toán dùng định quy, và thuật toán này chính là thuật toán Euclid, một thuật toán rất là hay, dù rất là giản rất là hay, lát nữa tôi sẽ nói nó kỹ hơn. Bài số 4 là một bài lý thuyết riêng dành riêng cho cái bài là mô tả cái bài tháp Hà Nội. Thì bài toán tháp Hà Nội là một cái bài toán rất là nổi tiếng, như là một trò chơi, và cái nổi tiếng của cái hay của bài này, của bài tháp Hà Nội là một cái bài mà sử dụng hoàn toàn cái tư tưởng định quy. Còn bài bài số 5 là cái bài để giải giải một số các bài toán khác liên quan đến định quy. Rồi thì cái bài đầu tiên là cái bài nó về cái khái niệm định quy và hàm định quy. Đấy. Thì thật ra định quy không phải chỉ mô tả ở trong 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 lập trình, mà ở trong thực tế rất nhiều cái ví dụ chúng ta có thể có cái khái niệm định quy. Tất cả những sự vật, hiện vật và cũng nhất lặp lại chính bản thân mình, hoặc cái định nghĩa của nó sử dụng chính định nghĩa của mình thì gọi là định quy, rất nhiều luôn đấy nhé. Cái hiện tượng định quy cho thấy rõ, khi chúng ta nhìn vào gương này, thì trong gương chúng ta lại là thấy hình ảnh chúng ta, thì cho làm lại không mình đã cho là định quy, hay là cho thấy cái con là búp bê của Nga đấy, búp bê to lại chứa búp bê con, cái búp bê con là giống như búp bê mẹ, đó là một hiện tượng có thể gọi nôm na là định quy. Đấy. Hay ví dụ cái định nghĩa của số tự nhiên chẳng hạn, thế nào là số tự nhiên, định nghĩa như sau nhé. À, số 0 số tự nhiên, nếu n là tự nhiên thì n cộng 1 là tự nhiên. Đấy, như vậy trong định nghĩa tự nhiên là dùng dừng lại chính đó. Như vậy định nghĩa tự nhiên chính là gì, chính là cái định nghĩa quy thôi. Thế là Fibonacci, số Fibonacci là số như sau này, là định nghĩa là f0 thì bằng 0, f1 thì bằng 1, fn thì bằng fn trừ 1 cộng fn trừ 2. Vậy dùng trong định nghĩa của hàm của số Fibonacci là sử dụng lại chính mình luôn.
Thì công thức là Fn bằng Fn trừ 1 cộng Fn trừ 2, đó là công thức, nó gọi là công thức truy hồi. Thì công thức truy hồi là một cái, trong thực tế có rất rất nhiều cái bài toán là dùng công thức truy hồi. Công thức truy hồi bây giờ gồm có hai phần, một là phần cơ sở là mô tả công thức của dãy số đó với trường hợp n n là nhỏ, và hai là công thức truy hồi là công thức để tính f tính cái số thì n thông qua các cái số đó ở cái chỉ số thấp hơn. Thì công thức truy hồi là chính định quy, và một chương trình là gọi là định quy, nếu mà nó thì nếu mà nó gọi là nó gọi chính nó gọi định quy. Nhưng mà cái đường về cơ bản này, một chương trình định quy là bắt buộc vào cái phần cơ sở và phần định quy. Phần cơ sở là cái phần sau, là cái phần thường là cái phần để giải, để mà giải bài toán trong trường hợp mà thông số đầu vào là bé, giống như công thức truy hồi và công thức truy hồi đối với n khá bé. Còn phần định quy là phần gọi chính đó. Thì phần cơ sở nó có ý nghĩa là gì? Là có ý nghĩa là dùng để thiết lập giá trị ban đầu của hàm, và đặc biệt là quan trọng là dùng để kiểm soát kết thúc của đề gọi định quy. Nếu chúng ta mà không có cái phần ban đầu cơ sở thì hàm định quy nó sẽ gọi vĩnh viễn. Nên tôi lấy cho thầy cô xem luôn cái ví dụ nhé. Đây, bây giờ tôi sẽ làm ví dụ đơn giản như này thôi. Tôi định nghĩa một cái hàm, ví dụ là hàm đếm chẳng hạn. Hàm đếm này có tác dụng là tôi sẽ đếm ngược tiện đời trở xuống nhé. Đây, giả sử tôi thiết hàm đếm này mà tôi không dùng không có phần cơ sở. Đây, đầu tiên tôi print n, sau đó tôi gọi chính hàm nó, gọi là n trừ một. Đấy. Được chưa? Thì đây là một cái hàm định quy. Vì sao? Là vì trong lời gọi của hàm nó có gọi lại chính nó, đúng không? Đây, hàm là hàm đếm nhé, gọi lại chính nó nhé. Đó. Nhưng mà cái đây là ví dụ của cái hàm, là cái hàm này là hàm không có phần cơ sở. Thì khi chạy nó sẽ gọi liên tục n, nó sẽ gọi n trừ một, n mà gọi n trừ hai, gọi như vậy là mãi mãi. Và nếu mà chúng ta chạy trên một ngôn ngữ lập trình bình thường thì cái hàm này cái gọi nó treo máy luôn, thì nó sẽ gọi vĩnh viễn này. Bây giờ tôi thử đếm nhé, 100 chẳng hạn nhé. Thì nó sẽ gọi từ 100 trở xuống này, và nó xuống mãi, nó cái gì mình không bao giờ, nó không có giới hạn chặn lại, nó chạy mãi. Thế có thể thấy không nào? Và về nguyên tắc nó sẽ chạy là vĩnh viễn luôn nhé. Nhưng mà rất may là Python có một tính năng cho phép là vì nó hạn chế cái số lượng cái lời gọi định quy lại. Đấy, thì đây nó thông báo là cái nó dừng lại. Bởi vì sao? Bởi vì là cái nó đã vượt quá cái giới hạn cái việc gọi định quy. Cái dạng này nó gọi là maximum the recursion depth. Đấy. Đấy thì mặc định thì Python nó cho phép là cái việc gọi định quy này maximum chỉ là 1000 lần thôi. Chỉ phép mà, nhưng mà chúng ta có thể thay đổi cái số này. Thì ở trong Python có rất nhiều những cái hàm như vậy, rất nhiều cái hàng số như vậy. Thì đấy là hàng số chỉ ra cái số lượng, cái số lần maximum mà một hàm có thể gọi chính nó. Thì bây giờ chúng ta có thể quan sát, chúng ta có thể xem ở trong trong Python có một thư viện rất hay là thư viện là sys. Thư viện này nó chứa những cái hàm, những cái hàng số, hệ thống lõi cơ bản của Python rất là quan trọng nhé. Để chúng ta có thể import cái sys và chúng ta có thể đi, chúng ta xem trong sys có cái hàm nào, tôi sẽ kiểm tra lại cái hàng số, cái hàm mà để tính toán cái số lượng maximum một cái hàm định quy có thể gọi chính mình là bao nhiêu. Nhưng tôi kiểm tra cái sys này nhé. Đây thì các bạn thấy nó có đây chung là đây là tất cả đây là những cái hàng số, những cái hàm đây của cái thư viện sys, và chúng ta để có cái hàm rất quan trọng. Đây là cái hàm là gì, là sự nhầm đợi đây chứ, đây là get recursion limit, là cái giới hạn cho phép của việc gọi định quy ở trong Python. Biết tôi có thể chạy ra kiểm tra xem hiện nay cái số là bao nhiêu nhé. Sys tôi gọi là sys chấm get recursion limit nhé, để tôi gọi cái hàm này. Thế nó trả lại là 1000. Như vậy là hiện nay là Python cho phép là chúng ta chỉ được gọi 1000 thôi. Tôi có thể tăng lên đây, để tôi dùng lệnh này nhé. Tôi thay chữ get bằng chữ set là được. Để thay chữ get này bằng chữ set, là set recursion limit này. Đâu nhỉ? Set nhé. Set đây này. Set. Đây này. Set recursion limit. Đó, đây là đây chính cái hàm để thiết lập lại cái hàm số đó nhé. Mình tôi đặt chạy lại này. Sys. Chấm này. Tôi đặt cho nó làm không phải là 1000 mà đáng đặt là 100.000. 100.000 được nhé, 100.000. Đấy, thì như vậy là cái này tôi trở lại cái hàm này nhé, tôi trở lại cái hàm này, ta kiểm tra xem là bao nhiêu nhé. Như vậy cho đến bây giờ cái hàng số
được phép mà gọi recursion là 100 ngàn và biệt tôi có thể chạy được lâu hơn. Rồi thì tôi quay lại cái hàm lúc nãy nhé, hàm lúc nãy hàm lấy là hàm này này, hàm này là cái hàm mà vì chúng ta ôi lâu quá lại có thể vì chúng ta không có phần phần cơ sở cho nên là nó bị lặp lặp vô hạn. Bây giờ muốn cho nó hết cái đó chúng ta sẽ phải gì? Chúng ta sẽ phải đây, chúng ta sẽ phải làm lại cái hàm này có phần cơ sở. Thì cái làm như sau này. Vì tôi gọi lại hàm này nhé, đây. Với lại này, đếm này. Đếm này. Tôi làm như sau này. Tôi chỉ gọi khi mà n lớn không thôi, gọi if nhé, if này n này lớn không thì tôi mới làm. Thì tôi mới print n và sau đó là tôi gọi đếm đếm n chỉ một. Đó. Được chưa? Thì với cái hàm này thì đây cái lệnh này chính là lệnh cơ sở ở đây. Lệnh này ở ở ở đây thì nó không có tính năng là thực hiện những cái thực hiện của cái thực hiện của hàm với cái tham số nhỏ mà nó có tính năng là hạn chế lại, nó chặn đứng lại cái chuyện là vô hạn. Đấy. Thì bây giờ gọi thử nhé, gọi là đếm này, đếm nhé, 100 thì nó sẽ chạy từ đếm từ 100 chỉ đến số 1 là hết thôi. Đấy, như vậy là nó có cái phần là phần cơ sở. Khi chúng ta mà thiết kế mà chúng ta mà thiết kế một cái chương trình DQ thì bắt buộc chúng ta chỉ ra đâu là phần cơ sở, còn đâu là phần DQ. Đây là cái rất quan trọng. Lấy ví dụ chúng ta tôi biết cái hàm khác, cái hàm này tôi sẽ hàm này là hàm sẽ tính số Fibonacci thứ n nhé. Đó. Theo công thức triệu hồi mà ta đã biết nhé. Đây. Chúng ta làm như sau. Đầu tiên chúng ta phải xử lý trường hợp cơ sở đã, trường hợp là với n nhỏ thì chúng ta kiểm tra này if này, nếu mà n bằng 0 ấy. Đó, thì cái f0 nó chính là bằng 0, tôi được lệnh là return 0 nhé. Bây giờ ngược lại if else if nếu mà n bằng 1 thì tôi cũng trả vận trả lại luôn, chúng ta cũng return luôn, return 1 luôn. Còn trường ngược lại nữa đấy thì chúng ta mới return là fn chỉ 1 cộng f n chừng 2. Đấy. Được chưa? Thì cái hàm này thực sự là cái hàm mà để quy đây. Vì hàm của nó đây này. Và nó có cái lời gọi chính nó đây, đúng không nào? Đấy, chuyện nó làm để quy. Mà khác thì đây là nhóm các lệnh là nó vai trò là cơ sở. Là như vậy bao giờ cũng chỉ là lệnh nào là lệnh lệnh cơ sở, mà những lệnh nào là lệnh để quy. Đây là phần để quy đây, còn đây là phần cơ sở đây. Nên mà chúng ta phải tính nhé, tôi tính F5 này nó sẽ bằng là 5, F10 nó sẽ bằng là 55. Tôi thử lấy F là 20 nhé, 20 vẫn nhanh, tôi đi thử 30 cũng nhanh được không nhé, 30 cũng khá nhanh, nhưng mà ta tính thử 100 sẽ ra bao nhiêu. Ôi, 100 vì không ra đâu ạ, 100 thì không thể ra được vì nó rất là lâu. Đây thì cái này là nếu mà với cái kiến thức của chúng ta như ngày xưa đấy thì bên này là chúng ta chỉ nói là chậm thôi, còn chúng ta còn không thấy được vì sao nó chậm, nhưng bây giờ với cái kiến thức mới chúng ta học về khái niệm chúng ta độ phức tạp thời gian của toán thì phần này các bạn các thầy cô giáo hoàn toàn có thể cùng học sinh chứng minh được với cái thuật toán này thì cái hàm này có thời gian chạy của nó là gì, là có bậc lũy thừa, chính là lũy thừa chuyển được rất là chậm. Đây, cái này là bài toán nhé, bài toán này là rất là dễ hiểu, chúng ta hoàn toàn có thể tính được nhé, và chúng ta có thể tính được là cái bậc của nó là như thế nào. Đây thì bên tôi nhanh cho các thầy cô xem nhé. Đây như vậy ở đây tôi thấy 100.000 không ra suốt đấy, không ra rất là chậm vì đó là bậc lũy thừa. Bên tôi muốn ra tôi phải hủy đi bằng lệnh Ctrl C, tôi hủy đi nhé. Bây giờ quay lại cái này nhé, thì tôi gọi là tn là cái thời gian chạy của cái hàm này, đúng không nào? Thì với em thấy là tn bằng 0 này, n bằng 0 thì nó là có một lệnh thôi, như vậy là với t bằng 0 là 1 này, với n bằng 1 thì nó là có một thôi, còn với n bất kỳ là như này. Bây giờ có như sau này, ta có là cái gọi tn là cái thời gian chạy của cái hàm vừa rồi nhé, thì ta có như sau này, ta có là t0 thì bằng 1, xin lỗi viết nhanh nhé, t0 đây nhá, t0 thì bằng 1 này, T1 thì bằng 1 này, đúng không nào? Còn TN bằng bao nhiêu? Chính là bằng cái này.
TN chính là bằng cái này đây. Đấy. Vậy TN chính là bằng là TN trừ 1 cộng với TN trừ 2. N trừ 2 với N là với N lớn hơn 1. Đấy. Thì đây chính là cái đây chính là công thức truy hồi của cái hàm thời gian của cái chương trình trên. Và đây này với đây đây thì các bạn có thể làm bài tập cho học sinh làm, nhà cho học sinh khá giỏi đấy. Và các thầy cô cũng nên biết có thể chứng minh được rằng với cái định luật này chúng ta có thể chứng minh được là TN nó sẽ bằng bao nhiêu, nó sẽ bằng một cái hằng số a nào đó gọi là nó sẽ bằng o lớn của a mũ n. Vậy a là một cái hằng số, a là một cái hằng số xấp xỉ, hằng số chúng ta luôn này. A đây cái với a chính là cái tỷ tỷ số vàng, tỷ số vàng. Mình rất là hay luôn nhé các bạn, đây là một tuần hoàn toàn là hoàn toàn là tỷ số vàng. Thế thì cái như vậy cái bài toán này là vì nó có cái độ phức tạp thời gian là a mũ n nên là lũy thừa thì rất là chậm, các bạn thấy đấy, được chưa? Thì với bài này tôi luôn đi chuyện tôi nói luôn nhé, vì chúng ta nếu mà như ngày xưa chúng ta dạy cho học sinh ấy, trong cái chương trình cũ thì chúng ta dạy cho học sinh mà chúng ta bỏ qua thôi, chúng ta hiểu nó là khó, nó chậm thật đấy, mà không không tìm hiểu cốt lõi là vì sao nó chậm là rất là khó. Nhưng bây giờ chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể phân tích, chúng ta cùng cùng học sinh phân tích và cùng tìm ra cái lời giải cho nó hay hơn nhé. Thì tôi tiện đây tôi chỉ ra cho các thầy cô luôn cái lời giải của bài toán này. Chúng ta sẽ sử dụng thêm một cái mảng một chiều. Cái bài cũ này với cái bài cũ này chúng ta không hề sử dụng mảng gì cả. Thì thời gian nó rất chậm vì chúng ta nhưng với bài này chúng ta không dùng mảng vì chúng ta như là cái không gian của nhớ dùng rất ít. Những cái bài này chúng ta muốn tăng tổng giảm thời gian chúng ta phải tăng cái bộ nhớ lên. Rồi tôi làm như sau, bây giờ tôi viết lại cái hàm này nhé, tôi viết lại một cái hàm khác tên là fit nhé. Đây cũng là cái hàm để tính Fibonacci thứ n. Tuy nhiên chúng ta sẽ thiết lập theo một cách khác, chúng ta đưa vào một cái mảng và chúng ta thiết lập tính toán trên cái mảng đó rất là nhanh. Đây tôi đặt là a là tôi đặt f được f nhé, đặt f bằng là một cái mảng gồm toàn số 0 và nhân với là n trừ n cộng 1, cái mảng các số thì từ 0 đến f là f từ f0 đến fn, được chưa? Cái bảng này dùng để tính toán. Thì ta làm như sau này, ta đặt là f0 mà không rồi f1 thì bằng 1, được chưa? Sau đó chúng ta tính toán sửa viết lại nhé, để biết mình sợ lỗi không? Vì đây là giống 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 ngọc tròn phải giống ngọc vuông mới đúng nhé. Đây phải viết lại nhé, chỗ này phải là ngọc vuông mới đúng, vì đây là cái f là một cái dãy, f là một cái list đấy, được chưa? Định nghĩa f là một cái dãy, bắt đầu của nó là gồm có n cộng 1 số 0, đặt f1 bằng 1 và tôi for i in range bắt đầu từ 2 trở đi, bắt đầu từ 2 cho đến n cộng 1, chữ n đấy nhé. Và tôi viết là f n xin lỗi, fi bằng nhé fi trừ 1 cộng với fi trừ 2 nhé. Đấy. Yeah. Rồi và hết đây chúng ta sẽ đi thơm FN. Đấy. Thế không nào? Đấy. Thì cái bài này nó thấy chứ? Nó chỉ có một vòng lặp thôi. Lặp thôi và cái đây là một lệnh gắn bình thường thôi, lệnh này nó có thời gian chạy là một đơn vị thời gian. Đây là một đơn vị thời gian, đây là một đơn vị thời gian. Suy ra cái bài này nó tổng số của nó chỉ là n cộng 2 đơn vị thời gian. Suy ra nó có thời gian chạy của nó là tuyến tính là ON. Cái bài này nó có thời gian tính là ON nhưng mà chạy rất nhanh nhé. Để tôi tính thử nhé. Vậy tôi tính là f là ở đây ở trên này tôi tính thử f0 là không ra rất chậm đúng không nào, f100 nhé, vì tôi tính thử là phim 100 nó có ra không nhé, là ngay lập tức đúng không nào, rất nhanh tăng lập tức. Như vậy là cho thấy là vẫn là cái bài đó nhưng mà cách một cách giải khác. Cái giải khác ở đây là chúng ta giảm thời gian chạy của chương trình này từ lũy thừa xuống là tuyến tính rất là nhanh. Ở đây các bạn chú ý nhé, ở đây các bạn có thấy lạ, chúng ta có thấy lạ không nào, đây là một số cực lớn đúng không nào. Chúng ta nhớ lại là ở trong Pascal và C chúng ta chỉ được phép mà làm việc với số nguyên là cùng lắm là 10 mũ 9 thôi,
Còn đây số này là số cực lớn. Đây là một điều rất là hay nhé các bạn nhé. Tức là chú ý rằng là Python là một lập trình mà cho phép chúng ta là lưu trữ các số nguyên, không hạn chế về về độ lớn của nó. Cái này là cái cực kỳ hay của Python. Cho nên Python là một lập trình chúng ta rất dễ dàng thực hiện những thuật toán liên quan đến số lớn bao nhiêu cũng được. Thì đây là một điểm rất rất lợi hại của Python. Trong cái đó thì ở Pascal và C rất là khó để mô phỏng các cái số lớn như vậy, rất là khó luôn. Còn đây là rất là dễ dàng, là có luôn trong bộ nhớ rồi. Tôi thích thử cho các bạn xem nhé. 7 mũ 100 cũng làm câu này. 7 mũ 100. Đấy. Số cực lớn đúng không nào? Vì là 7 mũ 1000 thì nó bao ra 7 mũ 1000, một số cực lớn nhé. 2, 3. Đấy, sẽ làm mình cất. Như vậy là ở trong Python thì nó không rất là hay. Đây là một điều rất là đặc biệt thú vị của Python. Nó cho phép lưu trữ cái số nguyên là không hạn chế bộ nhớ nhé. Không hạn chế độ lớn, chỉ hạn chế 7 bộ nhớ thôi. Khi nào đầy bộ nhớ thì thôi. Vì tôi thử chạy tiếp mà để tò mò thôi. Ở trên đây chỉ là 10.000 là 1.000 được rồi, tôi để 10.000 nhé, 1 này, 2, 3. 7 mũ 10.000. Là máy báo lỗi. Đấy. Lỗi là cái gì? Lỗi này hoàn toàn không phải là lỗi là nó không vào có đủ bộ nhớ nhé. Không thể thể hiện rõ mà là gì đây này, vì là Python chỉ cho phép thể hiện số nguyên maximum là 4.300 số thôi, 300 ký tự thôi. Đây là hằng số trong cái của cái thư viện SIS, chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi cái này nhé. Mình viết lại thì chúng ta viết lại là x bằng 7 mũ 10.000 nhé. 1 2 3. Đấy, 7 mũ 10.000 nhé. X mà tôi không hiện ra, tôi biết X là bao lỗi này. Tại vì nó xin lỗi, đây là vẫn là 10.000. Tôi xin dọn lại X bằng 7 mũ 10.000 cơ. Tại vì bao lỗi nhé, 7 này. Mũ 10.000 này, 1 2 3. X là X là một số nguyên. Tôi time ra vẫn lại X là một số bình thường, là một số nguyên tự nhiên đúng không? Đây là số nguyên nhé. X này là lỗi bởi vì nó vượt quá, nó là một số nguyên mà có vượt quá là 4.300 chữ số. Được rồi, thế bây giờ tôi sẽ làm lại như sau, tôi sẽ hiển thị lại cái này nhé. Bây giờ tôi sẽ sửa lại cái tham số này, cái hằng số này. Bây giờ tôi đi lại cái sheet cho chúng ta xem trong cái thư viện sheet nhé. Trong thư viện sheet nó có một cái hằng số rất quan trọng. Đây, chúng ta cùng xem. Đây, cùng đợi tôi tìm nhé. Chúng ta nằm ở đâu? Đây là cái hằng số rất quan trọng. Đây. Đâu nhỉ? Ghép. Đợi tôi một chút chứ. Đợi phần ghép thì thôi. Get. Đây. Nó là cái hàm là get int max string digit, là cái hàm là nó đây chạy cho bạn xem nhé. Đây. Hàm này là nó trả lại là cái số ký tự maximum của một số nguyên được thể hiện trên màn hình. Mặc định là bao nhiêu? Mặc định là 4.300 ký tự. Bây giờ tôi sẽ sửa lại cái số này thật lớn và tôi để tính được cái số x bằng nãy nhé. Đây, bây giờ tôi sửa lại như sau. Tôi sửa lại cái số này, đặt cái hàm này là hàm set thì nó sẽ set là đặt lại. Bây giờ đặt lại là cho phép là hiển thị một số nguyên có chữ số là 100.000, 1 này, 1 2 3. Đấy. Thì bây giờ như vậy là đặt cái giá trị maximum của một số nguyên được phép thể hiện các chữ số trên màn hình là 100.000 chữ số. Mình tôi kiểm tra lại nhé. Đây cái hàm để kiểm tra cái số ký tự maximum thể hiện đó là 100.000. Và bây giờ tôi quay lại tôi x ở đây nhé, tính thử x này cho bạn xem. X đây đấy, hoàn toàn nhé, x là cái số như này này. Đây, số này đấy. Còn lành chưa? Như vậy là đây là một số cực kỳ lớn, các bạn thấy nó hiện ra trên màn hình là 104 dòng cả. Nhưng mà đây là một số nguyên bình thường mà Python là gọi là hỗ trợ. Như vậy là Python là một ngữ rất đặc biệt, chỗ này là ngôn ngữ chúng ta, như vậy chúng ta sẽ tha hồ cho thầy và cô, thầy và trò cùng nhau tha hồ có thể thử nghiệm những thuật toán liên quan đến số, liên quan đến số nguyên, những cái thuật toán liên quan đến mật mã, liên quan đến khai triển một số nguyên tố, liên quan đến việc là kiểm tra số và số nguyên tố hay không. Tất cả thuật đó rất là hay.
tất cả các đó ngày xưa chúng ta không thể làm, không thể mày mò làm được ở trên Pascal và C, thì bây giờ chúng ta làm được dễ dàng ở trên trên Python. Đây là một điều rất đặc biệt nhé. Ồ, tôi nói lan man quá, chúng ta lại không mất mất thời gian. Đấy, như vậy là nó là đệ quy nhé. Nên là như vậy là chúng ta thấy là một cái hàm đệ quy là bắt buộc nó phải có cái phần cơ sở và phần đệ quy. Bây giờ chúng ta quay lại cái thuật toán tìm kiếm nghĩa phân mà chúng ta học phần trên. Nhưng mà chúng ta trình bày lại nó dưới dạng là đệ quy. Đấy, cái phần này là phần rất quan trọng. Thì cái hàm đệ quy này là định nghĩa như sau nhé. Đây chúng ta cùng 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 nhau xem xét cái hàm đệ quy, cái hàm được. Thì hàm của chúng ta sẽ được bây giờ sẽ được mô tả bằng bốn tham số: a là dãy gốc ban đầu, k là cái số cần tìm, còn left right là cái chỉ số đầu, chỉ số cuối của cái phần mà chúng ta đang tìm kiếm đó. Thì ban đầu cái lời gọi gốc của nó sẽ là binary search, và bắt đầu từ 0 cho đến lambda chỉ một là đầu của toàn bộ dãy, được chưa? Ở đây như chúng ta gọi này, điểm trái này, nếu mà left mà nhỏ hơn right, mà right thì chúng ta đặt mid là điểm ở giữa. Nếu mà a mid bằng k lập tức là return mid. Còn ngược lại, nếu a mid mà nhỏ hơn k thì chúng ta sẽ gọi là chính hàm đó nhưng với cái khoảng là từ mid cộng 1 đến right, tức là một nửa bên phải của cái dãy a. Còn ngược lại else thì chúng ta, nếu a mid mà lớn k, chúng ta gọi chính là cái hàm đó của đệ quy và chạy trên cái hàm, trên cái miền là từ left đến mid chỉ một, tức là một nửa ở bên trái đó. Thì đây là một cái hàm là nó là một cái phiên bản đệ quy của cái thuật toán tìm kiếm phân, rất là hay, và cái này rất quan trọng luôn nhé. Thì cái thuật toán này chúng ta sẽ được cái lời giải này chúng ta sẽ được xem lại một lần nữa trong phần sau của sách nhé, là cái phần liên quan đến chia điều trị. Và đây là một cái ví dụ rất là hay nhé. Chúng ta sang phần tiếp theo của cái phần đệ quy là chúng ta cùng nhau tìm hiểu cái bài toán tháp Hà Nội. Đây là bài toán làm một trò chơi nhưng mà rất là hay, rất điển hình, thì tôi mô tả cho các bạn nhé. Bài toán như sau này: có n cái đĩa xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới, từ 1 đến n, và đĩa nhỏ trên đĩa lớn ở dưới, và có ba cái cọc. Đầu tiên nằm ở cọc 1. Bài toán là cần chuyển n đĩa này sang cọc là 3 và lấy cọc 2 làm trung gian, mà được phép mà mỗi lần chỉ được chuyển một đĩa thôi, và trong khi chuyển những đĩa to không được chồng lên đĩa nhỏ đó. Thì đây là một cái bài toán rất là hay và rất là, tôi nói luôn lịch sử của nó. Bài toán này do một nhà bác học người Pháp là Luca, ông này là lần đầu tiên viết cái bài toán này trong cuốn sách của ông, viết vào năm 1883. Nôm na đây là cái bài toán được viết là được 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 phát hiện ra năm 1883. Thì lịch sử là như này thôi. Ông này là thì cái đó ông này có đi một loạt các nước ở châu Á, đi Nhật Bản, đi Trung Quốc và đi cả Việt Nam nữa. Và ông ta thấy ở trong các cái chợ thì thấy có trò chơi này. Thì cái trò chơi này là bắt đầu như sau nhé. Trò chơi gốc của nó là như thế này, là người ta xếp không phải là 6 mà là 64 cái đĩa chồng nhau như thế này, và yêu cầu là xếp chuyển từ cọc 1 sang cọc 3, cái cọc 2 là trung gian, mỗi lần được chuyển một đĩa, và chỉ được phép là đĩa nhỏ chồng đĩa to, không được phép ngược lại. Và trò chơi này như sau: nếu mà ai mà xung phong giải thì phải nộp một khoản tiền bé bé, và nếu mà ai mà trúng giải được ấy thì sẽ được được một khoản tiền rất lớn, là 100 lạng vàng chẳng hạn. Thì rất nhiều người đã chơi trò chơi này mà thành một trò chơi rất là nổi tiếng ở châu Á. Và cái ông này Luca nếu phát hiện ra và ông ta mang về nhà và ông ta đã giải được nó, rất một con rất là thú vị. Ông ta đã giải đó và ông ta đặt tên cho nó là tháp Hà Nội. Vì sao là tháp Hà Nội? Tại sao không đặt tên là tháp Bắc Kinh hay là tháp Tokyo mà tháp Hà Nội? Là bởi vì như sau: bởi bởi thời kỳ mà ông ta tìm thấy bài toán này là đúng thời kỳ mà Pháp vừa mới chiếm ở Hà Nội xong, và thời kỳ đó là đối với Pháp thì việc chiếm Hà Nội là một chiến công rất lớn của Pháp, và do đó là ông là rất hứng khởi và đặt tên là Hà Nội luôn. Thì đúng đây đúng Hà Nội là Hà Nội Việt Nam chứ không phải Hà Nội gì đâu nhé. Đây chính là tháp Hà Nội, chính là Hà Nội Việt Nam. Và chính cái thời gian mà phát hiện ra cái bài toán này là năm 1882, 83 gì đó, đúng vào cái thời kỳ mà Pháp mình chiếm Hà Nội xong. Được rồi, thì cái bài toán này là như sau này. Lời giải của nó là rất đơn giản. Chúng tôi sẽ dụ lấy với n bằng 1 ấy, chúng ta chuyển phát cho n bằng 1 từ đây sang sang 3 là xong. Với n bằng 2, chúng ta chuyển đĩa 1 sang cọc 2, chuyển đĩa 2 sang cọc 3, và chuyển đĩa 1 từ đây sang bên này. Đấy. Còn đây tôi sẽ mô tả cho các bạn cái lời giải tổng quát mà nó hoàn toàn là đĩa quy rất đơn giản như sau này. Ý tưởng là giải bài này là hoàn toàn là đệ quy. Nó được mô tả bởi ba cái bước sau đây. Rất đơn giản nhé. Bước 1
là chuyển N chỉ một đĩa ở phía trên cùng theo đĩa quy nhé, chuyển sang cọc 2 lấy cọc 3 làm trung gian. Bước thứ 2, chuyển đĩa thì N cuối cùng từ đĩa 1 sang cọc 3. Và bước 3, đĩa quy một lần nữa, chuyển N chỉ một đĩa từ cọc 2 sang cọc 3 lấy cọc 1 là làm trung gian. Đó, thì đây chính là cái lời giải đĩa quy rất đơn giản của bài toán này nhé. Và tôi gọi là HN là cái số lần mà chuyển đĩa. Thì tôi có thức sau đây nhé, H1 thì bằng 1 một lần thôi. Còn HN nhé, tổng quát này, B1 và B3 chính là chuyển N chỉ một đĩa, vậy bằng 2 lần N chỉ 1 cộng với B2 là một lần thôi. Vậy có công thức là HN bằng 2 HN chỉ 1 cộng 1. Và dễ dàng tính được HN bằng 2 mũ N chỉ 1. Đó. Thì đây là cái lời giải rất là dễ dàng, và chúng ta kiểm tra xem đây là số như thế nào nhé. Khi ông Luca ông tìm ra lời giải này, ông ta rất là thú vị, mà chúng ta cùng xem ông ta xem là như vậy là cái hai mũ 64 đó, bài này là gốc của nó là 64 đĩa nhé, xem là kiểm tra xem một người giỏi nhất thì giỏi là bao mất bao nhiêu lâu thì ta mới cũng chuyển xong. Đây chúng ta cùng nhau tính thử nhé. Đây chúng ta đặt là lấy x gì. Đây chúng ta đặt x gì là bằng là 2 mũ 64 và trừ đi 1. Đấy. X gì là con số này, con số rất lớn nhá. Bây giờ tôi thử kiểm tra nhé. Giả thử mỗi một người giả sử có giỏi hay mấy tên giỏi trong một giây chuyển được 20 đĩa nhé. Hay là 30 đĩa đi. Anh ta là anh ông là cái người giả sử một người rất là có tài như làm như sếp ấy, trong một đĩa chuyển được 30 đĩa. 30 lần xem anh kiểm tra xem với người đó thì trong bao lâu thì sẽ làm xong cái bài này nhá. Chúng ta làm này, cho là x thì chúng ta chia cho này nhá, chia này, chúng ta lấy 30 giây, chúng ta lấy 60 giây đầu tiên này thì tính theo giây nhé, 60 giây này chưa, như vậy là 60 giây là một phút này, nhân với 60 phút nữa thì thành là một giờ, đúng không? Nhân với 24 giờ nữa thì thành là một ngày, đúng không? Và nhân với gì, nhân với 365 ngày thì ra một năm, số năm đúng không nào? Bây giờ sửa tôi nhân lên với số là 30 nữa là mỗi một giây anh ta chuyển được 30 đĩa nữa. Thì đây chính là cái số năm mà người đó cần phải chuyển. Chúng ta chia thử nhé. Đấy. Thì câu nào, như vậy là bao nhiêu năm nào? Đây là 1.000 năm này, đây là 1 triệu năm này, đây là 1 tỷ năm. Như vậy anh ta phải mất là 19 tỷ năm thì anh ta mới làm được. Thì ra bài toán này là không ai có thể làm được. Đấy, theo chúng ta có thể, nhưng mà đây là một cái bài toán rất đơn giản thôi, nhưng mà nó là một tính đệ quy hay là quy nạp rất là hay. Thì tôi sẽ giải luôn bài toán đó ở trên máy tính cho các thầy cô xem nhé, lại còn thời gian. Đây bây giờ tôi chạy thử luôn cái bài toán này nhé, tôi giải luôn cái bài toán giải cái bài vì nó rất đơn giản, giải bài toán thẳng vào nội cho các thầy cô xem nhé, bài toán thẳng vào nội Hà Nội nhé. Đây, đặt tên là Hà Nội này, gồm có là N đĩa này, đúng không? Chuyển từ cọc Y này sang cọc G này, lấy cọc K làm trung gian. Đấy. Gọi của nó sẽ là N và Y là 1, G là 3 và K là 2, được chưa? Đấy, thì tôi làm như sau nhé. Tôi đặt là nếu mà N bằng 1 thì đơn giản lắm, tôi là chuyển ngay từ Y sang G thôi nhé. Thì tôi dùng lệnh này là print là chuyển đĩa N, đúng không nào, từ cọc Y sang cọc G. Đấy, với N là một thì đơn giản như vậy thôi. Bây giờ ngược lại nếu mà else thì tôi sẽ phải làm theo ba bước ở đây. Nếu tổng quát tôi sẽ làm ba bước ở đây này, ba bước nhé. Bước 1 là tôi gọi đĩa quy, tôi gọi là Hà Nội nhé, chuyển N trừ một đĩa đầu tiên ở phía trên, chuyển từ cọc Y sang cọc K lấy cọc G làm trung gian. Như vậy sau bước này là N trừ một đĩa đầu tiên chuyển sang cọc K. Sau bước thứ hai là chuyển đĩa cuối cùng từ Y sang G, tôi copy cái này xuống là bước 2 chính là cái này, bước 2 chính là cái này, được chưa? Và bước thứ ba là chúng ta gọi được quy cái N chỉ một đĩa đó đang ở cọc K đó chuyển sang cọc G lấy cọc Y làm trung gian. Đó. Bây giờ chạy thử nhé. Chạy thử cái bài này, chạy thử là Hà Nội, chạy thử là hai cọc.
chuyển từ cọc 1 sang cọc 3 lấy cọc 2 làm trung gian. Đấy, tôi chạy thử nhé. Đáp Hà Nội đây. Hà Nội. Chạy thử nhé. Vậy vấn đề bằng 2 này rất đơn giản. Nên chuyển đến 1 từ cọc 1 sang cọc 2 nhé. Chuyển đến 2 là cọc 1 sang 3 mà chuyển đến 1 từ cọc 2 sang cọc 3. Tôi gọi thử cái em gọi là vấn đề bằng vấn đề bằng 3 này, nó dạy ra là như thế này. Thì nó ra là như thế này. Đấy. Để có nào. Bây giờ chuyển tôi để cái này bằng bằng 10 nhé. Nhưng mà nó ra là khá nhiều luôn. Đấy. Rất nhiều luôn. Thế mà đây là cái bài thứ hai, chúng ta có thể cho học sinh làm thử, chúng ta làm trò chơi, chúng ta làm cho học sinh làm thử với một n bằng 1 2 3 xem như thế nào. Và đây tôi xin phép là tôi trình bày luôn, tôi có một cái mô phỏng luôn trên máy tính luôn nhé, chúng ta quan sát. Đây, cái bài là bài Tháp Hà Nội đây, và chúng ta có thể quan sát. Đây. Phòng to nhé, đây. Cô chơi thử với n bằng 3 chẳng hạn nhé. Đây, với n bằng 3 này. Với n bằng 3 nhé. Đấy. Bấm Enter thì bấm Space bắt đầu chạy này. Thì nó sẽ chuyển. Mô tả chính xác theo cái mà chúng ta vừa làm. Thì chuyển 2 đi sang cọc 2 này. Xong giờ chuyển về sang cái cọc 3. Với n bằng 3 chúng ta mất là 7 bước. Còn hơn hơn thì nó khó hơn nhiều. Tôi lấy n bằng maximum chỉ n bằng 6 thôi vì chúng ta không đủ hình vẽ. 6 nhé. Lâu hơn rất nhiều lần. Thì chúng ta sẽ quan sát. Thì đây là một cái chương trình nó rất là hay và thú vị nhé. Thì chúng ta có thể quan sát và có thể làm, có rất nhiều ví dụ ta còn làm được, làm lập trình mà chúng ta mô phỏng như thế này nhé. Đó. Rồi. Thì bây giờ quay sang cái phần này, tôi xin được phần này trong sách khoa rất rõ rồi, trong phần lên phần bài tập ấy tôi chỉ muốn nói thêm với thầy cô ở một cái phần, ở một cái bài là bài là tính chung nhất của hai số thôi, hai số hữu âm AB là như thế nào. Thì tôi chúng ta cùng nhau xem lại một chút cái bài này nhé. Thì năm ngoái, tự nhiên các bạn nhớ là năm ngoái trong cuốn sách giáo khoa lớp 10 năm ngoái sẽ có một cái bài tập để tính chung nhất của hai số A và B nhé. Đấy. Đó là cái bài với hai số AB là số tự nhiên lớn hơn không thì làm như nào. Thì chúng ta nhớ lại năm ngoái làm cái bài như này là tính nhé, tính này ước chung lớn nhất của hai số tự nhiên nhiên lớn không. Thì đây là giải của năm ngoái nhé. Tôi nhớ lại chúng ta làm như này là ước chung lớn nhất nhé của hai số A và B. Cách làm như sau này. Chúng ta sẽ liên tục là kiểm tra nếu A bằng B thì chúng ta sẽ trở về luôn là A hoặc là B, còn nó khác nhau chúng ta sẽ A lớn B chúng ta giảm A đi. Nếu B lớn A chúng ta giảm B đi. Như vậy là Y, cái là như sau, lệnh Y này A mà là khác B thì mới làm. Đấy. Thì như sau này, if này A mà lớn hơn B thì chúng ta sẽ giảm A đi. A sẽ bằng A trừ B. Đấy. Và ngược lại. Ngược lại. Thì chúng ta sẽ nếu B A nhỏ hơn B thì chúng ta giảm B đi. Thế đây là một cách giải rất là nổi tiếng và rất là dễ hiểu. Và trong tất cả các cái sách mà đơn giản lập trình đều có nói cái này cả nhé. Thì để tôi nhắc lại, đây là cái bài mà từ năm ngoái nhé. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ giải cái bài này dưới con mắt của cái việc là gì, dưới cái tư tưởng của phản địa quy. Thì cái lời giải này chính là cái, nó gọi là thuật toán Euclid rất quan trọng để tôi mô tả nhé, là thuật toán Euclid, một thuật toán rất là lâu đời mà nhưng mà lại rất nổi tiếng, thuật toán Euclid nhé. Và để tôi một chút thôi. Alo. Ở đây. Mình đang họp nhé. Mình đang họp. Thuật Euclid là toán chính ông Euclid là nghĩ ra và từ cái đây hơn 2.000 năm rồi, và là một thuật toán là rất nổi tiếng. Lát nữa tôi sẽ mô tả cái bây giờ. Thì tôi sẽ mô tả bài này, tôi mô tả tôi ký hiệu là GCD nhé, của AB chính là đặt tên là theo tiếng Anh cho nó dễ, chứ hay ở trên này lại là UCLN, còn đây là GCD nhé.
Thì chúng ta có hàng sau đây này, là nếu mà bài này áp dụng cho A, B là các số nguyên không âm nhé. Ở đây là A phẩy B là các số nguyên có thể bằng không, số nguyên không âm, nhưng mà không đồng thời bằng không. Đấy. Chúng ta có như sau này, G, C, D nếu mà là A mà B bằng không ấy, thì nó là bằng A. Còn nếu mà B khác không, thì G, C, D của A phẩy B nếu B khác không ấy, thì nó sẽ bằng gì? Bằng là GCD của B, và đây là A mod B. A mod B. Đấy. Thì đây chính là công thức nào? Chính là công thức là công thức để gọi, công thức truy hồi để có thể trên cơ sở đó chúng ta gọi để quy cái hàm này. Đấy, và bây giờ chúng ta mô tả nhé. Đây chính là thuật toán Euclid đây. Đấy, là GCD của A phẩy B. Đây chính là cái thuật toán, tôi biết luôn đây cho dễ nhé, mô tả này. Đây chính là thuật toán Euclid. Được mô tả trong cái phần này của sách của chúng ta nhé. Nhé. Đấy. Và như sau này, rất đơn giản thôi, là if này. If mà là B mà bằng 0 ấy, thì chúng ta lập tức chúng ta return A. Đấy. Chính là chỗ này này. Đấy. Bây giờ là else. Nếu mà B khác 0 thì chúng ta rất đơn giản, chúng ta chỉ return chúng ta return là GCD của là B và A lấy thương cho cái số dư của B. Đấy. Thì đây là cái thuật toán Euclid là rất đơn giản, nó chỉ có là bốn dòng lệnh, thậm chí còn ngắn hơn cả cơ trên này. Mà đây thuật toán rất nổi tiếng nhé. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích một chút này. Thuật toán này này, thì trong trường hợp xấu nhất, ví dụ là B bằng 1, thì sau mỗi bước như vậy là nó chỉ trừ đi một A trừ đi một đơn vị thôi. Như vậy thuật toán này trong trường hợp xấu nhất là nó có cái độ phức tạp thời gian là bằng đến là A lần, hay là nó có độ phức tạp thời gian chính là theo max của A và B. Như vậy thuật toán này này, nó có cái thời gian chạy là tuyến tính. Thời gian chạy của thuật toán này nó sẽ là bằng là O lớn của max A phẩy B. Có thấy rõ không nào? Lấy ví dụ là B bằng 1 nhé, thì mỗi lần là if A bằng 1 là A chỉ 1, mà chỉ nên mỗi lần chạy đến điểm vòng lọc cũng giảm đi một lần. Như vậy nó phải N vòng lọc, A vòng lọc thì nó mới giảm đến hết. Như vậy bài này trong trường thời gian chạy của nó, trong thời gian chạy là maximum của nó là max của AB, hay là nó là thời gian chạy đó là tuyến tính với A và B nhé. Còn cái bài này đấy, bài này thì cũng như vậy, thì chúng ta công nhận thôi, nhưng mà theo tôi cũng là bài tập rất là hay, các thầy cô cùng trò nên cùng nhau đọc sách, cùng nhau giải cái bài này. Đây là một ví dụ rất là hay luôn. Thời gian chạy của thuật này là như sau, các bạn có thể hoàn toàn để chứng minh được và kiến thức toán học của lớp 11 hoàn toàn hiểu được. Thời gian chạy của cái bài toán này là bằng như sau, bằng O lớn của logarit cơ số 2 của min của A phẩy B. Nói chung này thôi, nhưng mà nó rất đơn giản các bạn. Đấy. Như vậy là cái thời gian chạy của toán này là nhanh hơn hẳn. Ở trên này nó là tuyến tính nhé. Ở dưới này nó là logarit. Thì đây là một thời gian rất là cơ bản, và tận bây giờ chưa ai tìm ra được cái thời gian nhanh hơn thời gian này. Và thời gian này có thể nói lên thời gian là cơ bản nhất của lý thuyết số, và nó là cơ sở của tất cả mọi lý thuyết mật mã hiện nay đang có. Chắc là mai kia người ta có thể tìm ra nó nhanh hơn, thì lúc này toàn bộ lý thuyết mật mã này là đổ. Nhưng mà hiện nay đây vẫn là thuật toán là tối ưu nhất có thể, mà rất hay là thuật toán này được nghĩ ra từ cách đây hơn 2.000 năm. Các thầy cô thấy, nhưng mà với cái cách nhìn mới, nhìn vào các bài toán thấy nó rất là hay luôn, nó không phải như ngày xưa nữa. Ngày xưa chúng ta chỉ có test đầu vào đầu ra đúng hay là sai, còn bây giờ chúng ta có cách nhìn sâu hơn vào nó, tính thời gian chạy của nó, tính toán cái sự tối ưu của thuật toán rất là hay. Đó, thì đây là cái chương đầu tiên nhé. Phần đầu tiên là chuyên đề 1, vì tôi nói sang tôi chỉ mới sang cái chuyên đề 2. Cái chuyên đề 2 của nó là chính là chi để trị. Thì đây là một cái phần cũng rất là hay nhé. Thì nó có 5 bài và là 10 tiết như sau nhé. Bài 1 là ý tưởng và cái thuật chi để trị. Đấy. Thì chúng ta cũng tìm hiểu thế nào là cái thuật chi để trị, và chúng ta làm lần nữa chúng ta quay lại cái bài toán tìm kiếm nhị phân để mô tả nó chính là bằng thuật chi để trị, và chúng ta sẽ phân tích độ phức tạp thời gian của thuật toán tìm nhị phân. Thì đây là cái chỗ mà
bắt đầu chúng ta có thể chứng minh được là chính cái bên được là cái thuật toán tìm kiếm nhị phân nó nhanh hơn như thế nào so với tìm kiếm phần tử nhé. Cái bài số 2 này là gọi là lý thuyết thôi, nhưng mà nó là một số những cái bài giải, một số các bài toán mà dựa trên kỹ thuật chia trị, trong trong đó có những phần rất hay, là vì cho nó có một cái bài tập rất hay liên quan đến việc tích lũy thừa. Lại tôi sẽ nói nhé. Bài số 3 là bài hoàn toàn thực hành dựa trên hai bài đầu tiên. Bài số 4 là bài sắp xếp chọn. Đây là cái bài lõi cơ bản nhất ở trong cái chương trình, trong cái phần chia để trị này, là đây là lần đầu tiên học sinh sẽ được làm quen với một thuật toán sắp xếp khác so với thuật toán sắp xếp đã học trong sách lớp 11 ở trên, là sắp xếp chèn, sắp xếp chọn và sắp xếp nổi bọt. Và chúng ta đã tìm thấy một thuật toán khác hay hơn rất là nhiều lần và nhanh hơn so với chèn chọn nổi bọt ở trên nhé. Đấy, thì đây là nội dung của cái chương này. Đây đây là cái thuật chia trị. Thuật chia trị có thể hiểu nó là cái một phương pháp rất rõ ràng để giải cái bài toán bằng cách này. Thực hiện bài toán theo 3 bước: bước 1 là chia, bước 2 là trị và bước 3 là kết hợp. Đấy. Từ một thằng góc đây, chúng ta dùng chia, chúng ta chia nhỏ thành hai hay nhiều hơn các bài toán con. Các bài toán con này có cái yêu cầu giống bài toán mẹ nhưng mà có kích thước là nhỏ hơn. Thông thường bài toán con này là có kích thước là bằng nhau. Như vậy được chia làm k lần như này thì mà bài toán mẹ là n, thì mỗi bài toán con này có kích thước là n chia k. Chúng ta chia hai ra thì bài toán con có kích thước là n chia 2. Đó là bước 1 là bước chia. Bước 2 là bước trị. Chúng ta giải từng bài toán con này một bằng cách là chúng ta trị, chia làm cách là gọi đề quy. Và bước thứ ba là chúng ta kết hợp lời giải lại để thành cái của từng cái lời giải con để tạo ra cái lời giải bài toán lớn. Đó, thì đây là phương pháp chung. Qua thấy nó 3 bước là chia nhé, là divide này, trị là công cơ và kết hợp là combine. Nhưng mà khi ta gọi tên toán, người ta cần chỉ gọi là chia và trị thôi. Chắc là gọi cái này nó dài quá. Thì đúng ra phải biết là đây là thuật toán là chia phải trị và kết hợp thì nó chính xác thôi. Thì nó luôn có 3 cái bước như vậy nhé. Bây giờ chúng ta quay lại cái bài này nhé. Bây giờ đây chính là cái bài mà lúc nãy chúng ta đã xem, là cái thuật toán tìm kiếm nhị phân mô tả bằng gì, bằng đề quy. Nhưng mà chúng ta sẽ nhìn vào nó dưới con mắt là của cái vật chia liệt trị, bạn thấy nhé. Thì đây là cái lời gọi ban đầu đây, nó dựa trên một cái vùng mình tìm kiếm là từ left đến right, được chưa? Thì cái số 3 này, cái bước 3 này là chính là bước chia đây. Đây chính là làm cái bước chia. Còn cái lệnh if này là cái lệnh trung gian thôi, chứ còn chính nhất là gì? Nếu mà amid còn k thì chúng ta gọi chính đó và gọi với cái khoảng thời gian là cái mình dự là bên phải, chính là một nửa của bài toán ban đầu. Đây chính là trị. Đấy. Đây là chia nhá, đây là trị. Đấy cũng vậy. Nếu amid mà lớn hơn k, chúng ta gọi lại chính cái hàm đó với cái miền dữ liệu là một nửa bên trái. Và đây là chị. Đấy, là chị. Và chị xong là xong luôn cái bài này, cái bước kia của nó là không cần nữa, gọi xong là xong xong luôn. Nhưng cái bài này sẽ chỉ có 2 bước là bước chia và chị, còn kết hợp nó là hiển nhiên. Đấy. Thì như vậy cái bài này là cái bài toán mà tìm kiếm nhị phân, chính là một cái bài toán thực hiện theo phương pháp chia để trị. Đúng nghĩa. Và với cái bài toán này, bây giờ chúng ta cũng hoàn toàn có thể tính toán nhé. Chúng ta gọi tên N là giá trị của bài toán này nhé. Thì với đây là với n bằng 0 thì left lớn hơn right là n bằng 0 thì nó trở lại là -1. Như vậy là với n bằng 0 thì nó là 1. Còn trường hợp là với n bất kỳ nhá, thì lời gọi này của nó lại là n chia 2, là t t n chia 2. Còn đây là một lệnh, đây là hai lệnh, nhưng mất là hai hai đơn vị thời gian. Cho suy ra cái này, cho suy ra là gì, là gọi tên n thang chạy của toán này nhá, thì ta gọi là t0 bằng 1, tn bằng 2 cũng tn chia 2 đó. Và bây giờ thì trong sách giáo khoa là không có nhé, trong sách giáo khoa là công nhận luôn, nhưng mà đây tôi chứng minh cho các thầy cô xem. Chúng ta hoàn toàn chứng minh mà học sinh tiểu học, học sinh cấp 3 có hiểu được hoàn toàn nhé. Tôi sẽ chứng minh được rằng là thang chạy của thuật toán này chính là log n. Đấy, đích là như này nhé. Làm như sau này, tôi giả sử đầu tiên, giả sử là n bằng 2 mũ k. Giả sử như vậy nhé. Tức là k bằng log cơ số 2 của n. Tôi đặt nó tính t tn này, tn là t 2 mũ k này, sẽ bằng theo công thức này này, sẽ bằng là 2 cộng với t 2 mũ k trừ 1, đúng không nào? Cái này lại bằng là 2 cộng với t 2 mũ k trừ 2 chia 2 bằng là 4 nhân với
cộng với T2 mũ K-2. Và cứ như vậy liên tục cho đến cuối cùng là bằng 2 nhân với K cộng với T0. Đó. T0 thì bằng 1. Vậy nó bằng là 2 nhân với K cộng 1. Mà K lại bằng là log cơ số 2 của N. Vậy nó bằng là 2 nhân với log cơ số 2 của N cộng 1. Hay là chính bằng là O lớn log N. Đấy. Vì cái hàm này này, cái hàm này cũng là với hàm này là nó là các nhà khác nhau bằng một cái hàng số. Như vậy là với mà N là một lũy thừa bậc 2 thì tính ngay cái này. Còn tổng quát nhé. Tổng quát thì chúng ta sẽ tìm một số K sao cho là N nhỏ hơn 2 mũ K và lớn nó bằng 2 mũ K trừ 1. Sẽ có là T 2 mũ K trừ 1 này. Nhỏ hơn TN và nhỏ hơn T 2 mũ K. Vì cái hàm, vì những cái hàm thời gian này này, phần lớn là cái hàm là đơn điệu tăng. Chúng ta xem cái này. Và hai đầu này đều là log N hết, suy ra phần giữa này chính là log N. Vậy suy ra là thời gian chạy của bài toán này chính là TN là bằng O lớn của log N. Rất là hay đúng không? Nhưng mà chứng minh này là rất là dễ hiểu. Học sinh lớp 11 hoàn toàn hiểu được cái chứng minh này. Nhưng chứng minh này là không có trong sách nhé, bây giờ sách tôi bỏ ra ngoài rồi, chứ không trong sách. Cũng vì chỉ sợ học sinh là bị quá tải. Nhưng mà thực ra là nó rất dễ hiểu luôn. Đó, như vậy tới đây là học sinh có thể hiểu được là vì sao cái thuật toán tìm kiếm nhị phân nó lại nhanh như vậy. Bởi vì nó có cái độ phức tạp thời gian chạy của nó chỉ là cái bậc của nó là bậc log N là thấp hơn hẳn so với bậc N nhé. Đó, thì rất là hay. Còn thuật tìm kiếm thuật tự nó chính là N, chính là tính. Bây giờ chúng ta sang phần tiếp theo là tôi sẽ trình bày cái phần tiếp theo rất quan trọng của cái phần này là chúng ta tìm hiểu thuật toán sắp xếp đặc biệt, đặc tên là thuật xếp trộn. Đó. Thuật toán này vì sao lại trộn? Vì nó dựa trên một cái bài toán khác có tên là trộn hai dãy, thì chúng ta sẽ hiểu sau cái trộn hai dãy sau nhé. Nhưng bây giờ là cái sắp xếp này là sẽ trộn, đây là một toán khác với thuật toán sắp xếp mà chúng ta đã biết, hay là như là sắp xếp chèn, sắp xếp trộn, sắp xếp để bọt có vào trong sách giáo khoa phần CS. Thì cách làm của cái bài này nó hơi đặc biệt một chút, nó hơi thật là hơi khó theo dõi như sau nhé. Ban đầu đây chúng ta chia đôi ra, chia đôi làm hai dãy đây, là chia đôi nữa, chia đôi cho đến khi mà còn các phần tử là một thôi, là một phần tử thôi. Đó. Thì cái việc chia này chính là cái chia. Khi còn một phần tử rồi thì chính là cái bước hai là bước trị, là tất cả các dãy con này là đều đã sắp xếp theo tăng dần rồi và chúng ta sẽ trộn lại. Thế trộn lại thì được một dãy đã sắp xếp tăng dần, chứ là 15, 6 trộn lại là 6, 15, 31 trộn lại là 31, 7, 8 trộn lại là 7, 8, 1 là 1, trộn lại lần nữa ấy, sẽ là 3, 6, 11, 15, đây sẽ là 1, 7, 8, trộn lại lần nữa là 1, 3, 6, 7, 8, 11, 13, như vậy trộn, đây chính là cái bước kết hợp. Đây là cái bài toán mà rất là rõ, phần là phần chia, phần trị và phần kết hợp, rất là rõ ràng. Đấy. Một bài toán rất điển hình của cái phương pháp chia để trị mà hầu hết các sách giáo khoa của chúng ta đều sách giáo khoa về khoa máy tính ý, đều đưa cái ví dụ này ra để cho học sinh nắm bắt được. Thế bây giờ chúng ta cái phần dưới này là cái phần kết hợp lại là dùng cái một thuật toán, một cái bài toán khác là bài toán trộn cho trước hai dãy đã sắp xếp tăng dần cần trộn lại thành một dãy xếp tăng dần. Họ thì bài toán là bài toán trộn. Bài toán trộn này nó không liên quan gì đến cái toán trộn này đâu, nhưng mà nó quan trọng thì tôi sẽ trình bày riêng. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ mô tả lại cái thuật toán nhé. Cái thuật toán trộn là như này, rất đơn giản như này thôi. Nếu mà là len A nhỏ bằng 1 thì return A, được chưa? Còn lại đặt K bằng len A chia 2, đây chính là cái bước chia một, đây là bước chia. Sau là gọi B bằng gọi chính cái hàm đó trên cái dãy con từ 0 đến K, và C là gọi chính cái hàm gốc này là dãy con A từ K trừ 1, các 1 lên A trừ 1, thì phần này chính là trị. Để gọi như là trị. Thông thường cái trị là một đại quy. Sau cái bước 3 là return, chúng ta trộn hai dãy lại với nhau. Đây chính là bài toán trộn đây, merge của B và C. Đây chính là bước 3. Và đây là bài toán rất là rõ là gì, là chia, trị và trộn và kết hợp, rất là rõ đúng không? Còn đây là bài toán trộn này, cho trước hai dãy B và C đã sắp xếp tăng dần, bây giờ cần phải trả lại dãy A trộn của B và C đã xếp cũng xếp tăng dần theo. Đây là bài toán rất nổi tiếng, rất là hay nhé. Cái trộn hai dãy thì bài toán trộn này nếu chúng ta giải mã tự nhiên ấy làm như sau, chúng ta biết viết A bằng B cộng C cộng lại với nhau này, mà ta sort theo, ta sắp xếp theo dãy A. Đó, thì cái này cũng đúng thôi, nhưng mà như sau. Với giải này nhé, thì cái lệnh 1 này là mất là ON thời gian, lệnh số 2 này là mất N log N thời gian. Với cái bài này
Cái bài này nó giải thích lên này là dễ hiểu, nhưng mà thời gian chạy của nó là O lớn, N lượng N thời gian, rất là chậm. Mà cái bài giải của chúng ta đấy là chỉ có ON thời gian thôi. Cách làm như sau, chúng ta sẽ dùng ba cái biến là Y, G và K. Bắt đầu là Y, G, K chạy từ đầu đây. Chúng ta đồng thời chuyển động, cho Y chuyển động. Ta kiểm tra nếu mà BI mà nhỏ hơn CG, chúng ta cho Y, cho BG vào đây và tăng Y lên 1, tăng K lên 1. Nếu mà BI mà nhỏ mà lớn hơn CG, chúng ta cho CG vào đây và tăng K lên 1, tăng G lên 1. Như vậy chỉ cần một cái vòng lặp từ đầu đến cuối là xong. Đấy, thì đây chính là cái bài toán trộn này, là sử dụng cái kỹ thuật là gọi là hai con trỏ. Chúng ta chỉ cần một vòng lặp thôi và mất thời gian chỉ là ON thôi, rất là nhanh. Nhanh nhanh hẳn cái này nhé, nhanh hẳn cái này. Đó, nhanh nhanh hẳn cái chỗ này. Đây là cách tập tự nhiên thì mất là N log N. Một cách làm chúng ta dùng hai con trỏ chỉ mất là ON thời gian. Vì chính vì cái ON thời gian này mà làm cho cái trò này nó rất là nhanh. Đây, bây giờ chúng ta sẽ với lại cái này nhé, cho tính theo chạy của nó này, tìm công thức truy hồi này nhé, thì với t bằng 1 đây, t bằng 1 thì trở về là 1, còn tn nhé bằng 2 lần, đây là 2 lần này, 2 lần gọi 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 gọi, gọi, gọi là trị này, thì bằng 2 lần tn chia 2 cộng mức thời gian của cái mớt này là on, và đây chính là công thức truy hồi của nó, đây là tn bằng 2 lần tn chia 2 cộng on. Đó, chính vì cái order này chúng ta có thể chứng minh được độ phức tạp của cái toán này là n log n. Đấy, đây cái này là cái cũng không được chúng ta công nhận nhất, nhưng mà tôi cũng khuyên các bậc thầy cô nên tìm hiểu và nên thầy và trò nên cùng chứng minh cái này, chứ cái chứng minh này là hoàn toàn không hoàn toàn dễ dàng. Kiến thức toán học của một lớp 11 là hoàn toàn hiểu được. Đấy, phải nhắc lại nhé, từ xưa ra chúng ta cứ coi tin học là cái môn chỉ thực hành thôi, nhưng bây giờ chứ không bao giờ được không nhé. Tin học bây giờ hiện nay là rất nhiều lý thuyết và liên quan rất nhiều đến toán học. Đấy, đang chú ý chính nó, chính thế nó mới là môn khoa học, là môn khoa học chặt chẽ và nó ngang hàng với môn toán lý hóa sinh. Chứ nếu tin học mà chỉ có chỉ là chạy chương trình, chỉ là chạy chương trình, chỉ là ứng dụng thôi thì không không phải là môn khoa học, mà đây chính là cái phần mà giúp cho tin học trở thành môn khoa học mà và khoa học thực sự luôn. Như vậy là các thầy cô có rất nhiều việc phải làm với những cái chương trình này nhé. Vì chúng tôi vì theo yêu cầu của bộ, cho nên là chúng tôi viết rất là dễ, và trong tất cả chứng minh này trong sách đều không có, công nhận hết, công nhận hết. Nhưng mà tất cả các công nhận đó là theo tôi là các thầy cô đều phải cùng nhau trò, cùng nhau tìm hiểu, cùng nhau chứng minh thì nó mới là khoa học. Thế thi học cũng là khoa học, chúng ta chỉ lập trình thôi, cho công nhận thì không còn là môn khoa học nữa. Đấy, các bạn các thầy cô chú ý nhé. Đây là những phần mà tôi nói thêm ở ngoài thôi, nhưng mà nó rất là quan trọng luôn. Chính vì cái điều quan trọng này mà tôi muốn nhấn mạnh cho chúng ta thấy rõ là nó cái phòng nó rất là hay. Khi chúng ta tìm hiểu sâu hơn, tôi thấy là cái trên những người làm học máy tính ý, nó rất là gần với toán luôn ý. Rất gần với toán, thậm chí là những người làm bên toán thì sang đây cũng chắc là đi đây đây đã hiểu gì đâu, rất là khó, vì đây nó vừa liên quan đến thực hành, vừa liên quan đến máy tính, vừa liên quan đến lập trình, vẫn vừa liên quan toán học nữa. Đây là cái phần chứng minh công thức này này, phần này này là hoàn toàn là toán học nhé. Cho công thức truy hồi như này, hãy chứng minh rằng là tn bằng là o lớn n log n. Cái đó là bài toán là hoàn toàn toán học, hoàn toàn dựa trên lý luận khoa học chặt chẽ, chứ hoàn toàn không cần phải lập trình, không cần phải chạy chương trình để mà tính thời gian. Đó, chúng ta chú ý nhé. À, được rồi, bây giờ tôi em ở đây đây là những cái bài toán mà chúng ta sẽ phải làm trong sách giáo khoa, rất nhiều cái phần bài toán, phần vận dụng mà cho nó các bài toán tính lũy thừa, thì tôi xin phép biệt, tôi xin lặng trước, tôi sẽ cùng chúng ta cùng nhau giải cái bài này một chút nhé. Cái bài lũy thừa này nó được giải trong cái phần đệ quy, chúng ta đã có phần giải đệ quy rất là dễ và rất đơn giản, có cái thời gian chạy là ON là tiến kính. Nhưng bây giờ sử dụng chi để trị, chúng ta sẽ giải lại cái bài toán này với thời gian chỉ là log n thôi. Nên chúng ta cùng nhau làm nó rất là dễ, không có gì cả. Nên chúng ta cùng nhau làm nhé. Ngay trên này thôi, không đâu đi đâu xa cả. Để chúng ta cùng nhau làm cái bài toán là cái bài toán tính lũy thừa. Bài toán tính lũy thừa nhé. Thừa nhé. Đấy. Nên tôi đặt tên nó là cái hàm hàm ESP nhé. Ví dụ là A phẩy N. Cái hàm này là hàm sau là mà A mũ N đúng không? A mũ N đây. Đấy. Bây giờ chúng ta làm cách 1 nhé. Cách 1 là làm
cách một là cách tự nhiên dùng để quy định nguyên, và cũng có thời gian là ON, thời chạy là ON là như sau nhé. Cách một này là suy từ công thức là gì, là A mũ N ấy thì là bằng là A nhân với A mũ N trừ 1 đấy, bạn có thể suy được công thức này rất là đơn giản đấy. Thì là giải như sau nhé, đây DF này XP A phẩy N làm như sau là if N mà bằng 0, đây là phần cơ sở của định quy này, thì chúng ta là tức là return mấy, A mũ 0 thì bằng mấy, không là bằng 1 nhé. Còn ngược lại else thì như sau, chúng ta sẽ return là A công thức này đây này đấy, A mà nhân với là EXP của A phẩy N trừ 1 gọi hàm định quy của nó đấy. Thì cái bài này chúng ta sẽ rõ ràng nhé. Cái bài này là cái bài nó có cái gọi tên là có công thức sau đây là T0 thì bằng 1 đúng không nào, còn TN thì bằng bao nhiêu, thì bằng TN thì gọi chính nó bằng N trừ 1 đây đúng không, gọi chính nó với N trừ 1 đây và cộng thêm pháp nhân nữa ở đây, vậy nó sẽ bằng là T của N trừ 1 và cộng với O1 bình thường lên cộng với O1 nhé. Đấy thì bài này rất dễ dàng để chứng minh được rằng chúng ta có thể khai triển tiếp ra ngay nó chính là như vậy, tên là nó chính là ON. Thì chúng ta gọi cái này là tên, đặt làm hằng số là C đi nhé, thì có phải là TN bằng TN trừ 1 cộng C bằng TN trừ 2 cộng với 2C cộng với TN trừ 3 bằng 3C và cuối cùng là bằng TN bằng T0 cộng với NC. Vậy NC chỉ là một hằng số làm cái tương kính với N. Vậy suy ra đây, vậy suy ra là cái TN này là sẽ bằng bao nhiêu, là bằng là O lớn của N. Đó là thật sự của nó là tính tính cũng khá nhanh đấy. Bây giờ tôi sẽ phân tích lời giải của nó, tôi làm cách 2 nhé. Cách 2 là dùng chia để trị. Tôi cố gắng tôi chia làm đôi cái bài toán gọi định quy tôi gọi chia đôi ra nhé. Thì tôi phân tích như sau này, đây nhé. Bây giờ nếu n là số chẵn này, nếu n là bằng 2k thì chúng ta có thể thấy là a mũ n là bằng a mũ 2k đúng không, là bằng a mũ 2k thì có thể nó bằng gì, nó là bằng như sau, nó là bằng là a mũ k tất cả bình phương đấy, a mũ k thấy không nào, tất cả bình phương. Như vậy là có thấy nó có thể vẽ được bằng 2k, nó suy về việc tính là hai mũ k chính là chia đôi bài toán ra. Còn nếu n bằng là 2k cộng 1 đấy, thì có phải là a mũ n sẽ bằng a mũ 2k cộng 1 không, thì cái này nó chính là bằng là gì, chính bằng là a nhân với a mũ 2k, như vậy a mũ 2k đấy, vậy nó bằng sao, nó bằng là a này nhân với a mũ k tất cả lại bình phương đấy, thì vẫn suy về cái việc là tính là a mũ k là nó chia đôi cái số n ra. Chúng ta làm nhé, chúng ta dùng cái tập là EXP nhanh đi nhá, tập tần số 2 nhanh A N nhé. Sau này phần cơ sở vẫn như vậy, nếu N bằng 0 thì nó sẽ bằng 1, đơn giản chúng ta sẽ return 1 nhé. 1 bây giờ ngược lại này, L này cho làm sao, chúng ta đặt gọi B là gọi chính cái hàm đó ASP, nhưng mà ASP 2 SP2 nhưng mà là A, nhưng mà mũ là N chia 2 đấy, làm cái này N chia 2 nhé. Sau đó chúng ta kiểm tra if mà N mà chia cho 2 mà bằng 0 ấy đấy, thì chúng ta N chia 2 bằng 0 thì nó chính là cái này đấy, thì nó chính là bằng A mũ K tất cả bình phương. Vậy là bằng 0, chúng ta chỉ việc return là B nhân B đấy. Còn ngược lại tức là nếu mà A là lẻ, N là lẻ thì chúng ta sẽ return như sau, return là A
nhân với b nhân với b đấy, rất đơn giản đúng không? Đúng. Nhá, để chúng ta gọi này, chúng ta gọi mà tn là cái hàm chúng ta gọi như vậy là t0 sẽ bằng t0 bằng 1 hiển nhiên rồi, nhưng mà tn là bao nhiêu? Đấy, thế nhá, tn bằng này, đây tn này sẽ bằng cái này, tn gọi đây là mất là tn trừ 2, thời gian còn ở chỗ này là chỉ là một thôi, nên đây là mất, nó mất 2 đơn vị thời gian, mất là 3 đơn vị thời gian, nhưng mà maximum vấn đề là mất 3 đơn vị thời gian thôi. Như vậy suy ra là công thức là tn sẽ bằng là t của n chia 2 cộng với 3. Đấy, cộng 3. Vậy từ đây suy ra ngay, rất dễ dàng suy ra là cái tn trong trường hợp này nó sẽ bằng là gì, độ phức tạp của nó chỉ là log n thôi, rất là nhanh đi. Các bạn thấy như vậy là cái hàm lý thừa đó chúng ta có thể viết bằng cái quy như bình thường đã học ở phần trên ấy, thì nó chỉ là tương tính, nó chỉ là ON, nhưng mà chúng ta viết lại nó dưới cái dạng chia để trị thì nó giảm xuống còn lại rất nhanh, giảm từ N xuống là log N, là một cái lời giải rất là tốt nhé. Đó thì đó là cái phần mà liên quan đến phần số 2 là phần này, chia để trị. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang chuyên đề số 3, chuyên đề cuối cùng là cái thuật duyệt vector cạn quay lui. Thì phần này là phức tạp hơn, phần này là nó có 6 bài và là 15 tiết. Thì tôi mô tả nhanh nhé. Thì hai cái bài đầu tiên là hai cái bài nói về cái bài toán tìm kiếm và cái thuật duyệt nói chung. Thì ý tưởng của hai bài này là gì? Là chúng ta thấy là để cho sinh biết được là như vậy. Thế là cái bài toán tìm kiếm là bài toán cơ bản nhất trong trong toàn bộ cái môn tin học, thì tất cả xung quanh bài toán tìm kiếm hay là cái chính là bài toán duyệt thôi. Thì cái độ phức tạp bài toán nó phụ thuộc vào cái miền dữ liệu hay là cái là cách cái hay là cái yêu cầu cần tìm kiếm chúng ta làm. Thì cái miền dữ liệu mà là càng phức tạp thì cái việc tìm kiếm nó càng khó, hay là cái việc tìm kiếm nó càng yêu cầu khắt khe thì nó lại càng khó. Đấy. Thì đơn giản như vậy thôi, cái phần này nó rất đơn giản, nó không có gì cả. Chỉ có một cái ý là gì, ở phần đầu tiên này có một ý là trong cái việc mà tìm kiếm ấy thì nhiều khi chúng ta rất là khó tìm ra còn hữu hạn hữu hiệu. Thì thông thường người ta cách mà làm mà cho nó cách giải nhất là chúng ta duyệt trên toàn bộ mình tìm kiếm. Thì cái việc mà tìm duyệt trên toàn bộ mình tìm kiếm thì gọi là một câu là duyệt vector cạn. Như vậy là vector cạn là một cái từ chỉ là tìm toàn bộ tất cả lục tung cái miền của chúng ta ra. Đấy. Ví dụ như tôi cần tìm một cái nhà ở Hà Nội chẳng hạn, ví dụ ở thành phố Hà Nội, tìm gia đình có phố như này, nhà như thế này, nên chúng ta mà ngại mà tìm thuật toán, chúng ta cứ tìm tất cả mọi cái nhà trong thành phố này, nhưng mà tìm kiếm như vậy rất là lâu, thì tìm kiếm đó gọi là vết cạn, vết cạn. Đấy, thì trong cái việc vết cạn đó thì có một thuật toán rất đặc biệt, rất hay. Thì phần đó được mô tả trong cái phần 3 là chính là duyệt quay lui. Như vậy là quay lui là một cái thuật duyệt là vét cạn rất rất là hay, rất đặc biệt. Thì chúng tôi sẽ trình bày bắt đầu từ bài toán mê cung trở đi. Bài số 4 là, nhưng mà bài số 3 là cái bài mà mô tả cái bài toán duyệt quay lui và mô tả cái mô hình toán học của cái thuật duyệt quay lui, nên là một cái bài tương đối khó. Tôi cách chúng ta dạy như nào cho nó hợp lý. Bài số 4 thực hành một vài cái bài để dùng cái thuật duyệt quay lui. Bài số 5 là một bài trọng tâm của cái chương này, là bài giới thiệu cái bài toán xếp hậu. Bài xếp hậu là bài toán xếp rất là hay, nó là một trò chơi thôi. Trên cái bàn cờ 8 là 8 nhân 8, chúng ta cần tìm ra tất cả các phương án xếp 8 con hậu sao cho là không con nào không chế con nào cả. Đây là một trò chơi từ rất lâu rồi, từ từ thế kỷ thứ 14, 15 người ta đã tìm ra cái bài toán này rồi, và ta tìm mọi người đều tìm lời giải khác nhau nhé. Còn cái bài bài số 6 là cái bài mà một bài thực hành mà để giải cái bài toán mê cung. Bài toán được nêu ra trong cái bài số 3 là cái bài điện bài toán bắt đầu cái việc là gọi là quay luôn. Đấy, như vậy tôi vừa mới trình bày rất là nhanh cái sơ lược toàn bộ cái phần cái chương này nhé, để chúng ta đi vào phần cụ thể. Và tôi sẽ bắt đầu luôn bằng cái mà tôi xóa đi, tôi bắt đầu chúng ta sẽ bắt đầu bằng cái khi chúng ta bắt đầu mà khi bắt đầu dạy về cái thuật toán là quay lui đấy, anh gọi là backtracking ấy, thì chúng ta người ta hay nhắc đến cái bài toán mê cung. Thì bài toán mê cung là do ai đưa ra? Cũng là do cái ông Luca mà lúc nãy tôi nói là cái ông mà nghĩ ra giải bài toán thắp Hà Nội.
chính là cái ông mà đưa ra bảo toán Mekong, chính trong cái cuốn sách đó. Thì ông này là cái ông là người đầu tiên đưa ra bảo toán Mekong, và ông ta đưa ra phác thảo một cái lời giải của bài toán tìm kiếm trong Mekong. Và trong lời giải đó ông ta có một cái từ là từ quay lui đấy, những cái từ quay lui là cái từ mà chính cho cái ông này ông nghĩ ra. Nhưng từ hồi đó người ta chưa làm được, người ta chỉ mô tả cái ý tưởng bài toán thôi, và mãi về sau này người ta mới tìm được cái mô hình toán học của nó. Thì mô hình bài toán quay lui là như sau nhé. Mekong chứ, cho trước một cái Mekong như thế này, cho trước cái đầu vào và cái đầu ra, bây giờ cần yêu cầu là có một người đi vào Mekong và đi mò mò trong này ra, làm sao mà ra được lối ra này, và người đó là không biết trước được cái này mà chỉ mất và đi thôi, đi tới đâu là biết tới đó thôi, không biết trước là nó như thế nào đấy. Thì đó là cái, đó là cái gọi là cái đi gọi là bảo toán Mekong. Thì bảo toán Mekong này là do cái ông Luca là người đầu tiên đưa ra từ những năm từ năm 1880 gì đó, 82 gì đó, trong cuốn sách của ông ta. Và trong sách ông ta lần đầu tiên đưa ra cái phác thảo của lời giải là giải bằng bằng có cái từ là quay lui là như sau. Là chúng ta cứ đi, đi tới đâu chúng ta đánh dấu đấy, đánh dấu đó, mà cho cứ đi mà đi hết đường chúng ta sẽ quay lại và tìm một lối khác đi. Chú ý là khi quay lại không đi lại, không đi lại cái bước, không đi lại cái vết mà đã đi từ trước, mà cứ đi nào mà đi khi nào mà đích rồi thì tốt quá, còn khi nào mà đi về quay lại vị trí đầu là xong, thì là coi như thế nào. Thì bài toán cũng không có lời giải đấy nhé. Bây tôi mô tả các bạn cái đó nhé. Đây là sửa tôi đi từ đây nhé, đây tôi mô tả các bạn đây trong đây nhé, đây ở đây nhé. Bây giờ sửa tôi đi này, tôi cứ đi thôi, là đi 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 nhé, đi 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 đi, đi luôn đi phía trước. Tôi là tắt đường này đúng không, tắt đường chúng ta phải quay lại, quay lại quay lại và tôi tìm một nơi khác đấy, tìm một nơi khác đi này, đi 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 tắt được là lại quay lại, quay lại quay lại quay lại quay lại đây, ta tìm một lối khác ở đây, đây có hai ngã mà ta đi xuống lối này đấy, đi xuống đây đi 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 vào đây, đây có hai ngã đi xuống thử một ngã tắt đường quay lại đấy, đi xuống đây tắt đường quay lại, đi lên đây đi lên đây đi lên đây nhé, đi lên đây và đây tắt đường quay lại, đi sang đây sang đây sang đây tắt đường quay lại, đi sang đây tắt đường quay lại đấy, đây là xong. Như vậy là chúng ta thấy là đó là cái, đó là cái cách đi gọi là cách đi gọi là cái gọi là vết cạn quay lui đấy, là cái đi khắp tất cả mọi thứ ở trong cái bàn cờ đó, cái ô vuông đó, cái mê cung đó, và cái đi và gặp cái lối ra này là xong xuôi là vỗ tay, còn cứ gặp một tắc đường thì ta quay lại, nhưng mà quay lại thì không đi lại cái vết xe đổ cũ mà đi lại phải đi đi ra một lối mới, vì chúng ta đã giải đinh đi rồi là đi qua rồi, chúng ta không đi lại nữa, được chưa? Rồi thì đây là bên phải là một cái phác thảo thôi, phác thảo của lời giải của nó. Chúng ta làm thuộc một cái hàng có tên là tìm kiếm bước đi tiếp theo từ vị trí hiện thời. Thì là như sau, là nếu vị trí hiện thời là nghiệm là đích, chúng ta thông báo chúng máu tiềm nghiệm và dừng chương trình. Còn nếu không, chúng ta sẽ lặp trên tập hợp tất cả các khả năng của đến đi được điểm tiếp. Như ta đang ở đây nhé, chúng đang ở đây nhé. Có hai khả năng, đây là một khả năng, đây là hai khả năng. Chúng ta đi vào đi một khả năng đó. Thì bước đi cụ thể từ vị trí hiện thời nhé. Cập nhật thông tin vào bước đi, tìm cái bước đi tiếp theo. Nếu không được, chúng ta quay lại xóa thông tin và đi chuyển sang trạng thái trước. Cứ như vậy, chúng ta đi 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 mà đi vào rồi đi vào rồi đi vào rồi nhé. Thì đó là cái thuật toán vết cạn quay lui. Đây không phải là một cái mô phỏng chính xác thuật toán, đây là mô phỏng cái gọi là một cái pseudo code, một cái mã giả để hình dung được thế nào còn quay lui thôi. Còn nhắc lại này, cái bài toán này là bài toán mà ông Luca chỉ là người đưa ra cái phác thảo đầu tiên thôi, còn cái người đưa ra cái lời giải chính xác bây giờ chúng ta làm chỉ là một tác giả khác. Cái tác giả khác này chính là một ông tên là Walker. Ông này đã tìm ra được cái mô hình này vào năm 1950 của thế kỷ trước nhé. Thì đây là cái ông làm tên là Walker, và ông ta đã tìm ra được một cái mô hình toán học để có thể khả thi, có thể chạy chương trình được trên máy tính nhé. Và dùng và ông ta ông và ông này ông là chính là ông này đặt cái tên là Backtracking, đấy chính là tên của ông này nhé. Thì cái toán này là như sau này, mà nói luôn ông này cũng chính là cái ông Walker, chính là ông ta đã tìm được cái mô hình này, ông ta đã giải cái bài toán, ông ta đã giải cái bài toán thám hậu bằng mô hình của ông ta. Chúng ta chú ý. Còn trước ông này thì người ta chỉ giải bằng tay thôi. Một số người khác giải bằng tay chứ không ai giải bằng gì máy tính. Thì ông này là người đầu tiên giải bằng bằng máy tính cái chương trình là thám hậu đó nhé. Thì như sau này,
chúng ta làm thế nào chúng ta phải quy được cái miền tìm kiếm về một dãy các số nguyên đấy. Cái này quan trọng nhất là cái này này nhá, là tất cả các cái bài toán mà là quay lui đấy, quan trọng nhất là chúng ta phải hạn chế cái miền tìm kiếm là một dãy các số nguyên thôi, số nguyên nhé, là số nguyên đấy quan trọng. Cho nó xk là một mà là thuộc tổ hợp có thứ tự là dk nào đó. Thế là như sau, chúng ta đầu tiên cho tìm x1, xong cho tìm x2. X2 cho tìm được lại phụ thuộc vào x1, xong tìm x3, tìm xk, tìm tiếp, tìm khi nào gặp được nghiệm thì thôi. Thế đây là cái bài toán của nó này. Đây là cái đề giải của nó nhé, đây là cái đề giải của nó là cái mô hình cái hàm để quy đấy. Hàm này là như sau này. Giả sử đã tìm được là x đi được qua x1, x2, x3 trừ 1 rồi, chúng ta cần tìm bước đi tiếp theo tại vị trí k, tại xk. Đó. Kiểm tra nếu mà x1, x2, x3 một lần nghiệm thì lưu vào thông tin và báo nghiệm, có thể dừng chương trình nếu mà cần tìm một nghiệm. Còn nếu không chúng ta đi tiếp tìm được các nghiệm. Sau đó là tính toán SK theo cái này. SK là cái miền trong DK, là cái miền mà có thể tìm được XK sau khi đã có các phần tử phía trước. Đấy, đã chia lại. Sau đó là lọc theo cái miền SK này và duyệt và chạy và gán SK và gọi tiếp vào động một đó. Thì đây chính là cái mô hình toán học của ông Walker mô tả cái thuật toán backtracking, là chú ý nhé. Thì bài toán backtracking nó có hai dạng, một dạng là tìm tất cả các nghiệm như ở đây này, lưu vào thông báo nghiệm mà không dừng chương trình, còn B là chỉ tìm một nghiệm thôi, thì đây cũng thêm một nữa, lưu vào thông báo nghiệm và dừng chương trình ở đây nhé. Đấy. Thì chúng ta xem là nếu mà chúng ta nhìn vào đây ta thấy khó, chúng ta nên dựa trên một cái mô hình cụ thể. Đây là một chương trình rất đơn giản để mô tả cái bài toán là sinh sinh ra tất cả các cái dãy nhị phân cộng độ dài là n. Thì bắt đầu chúng ta đặt gọi A là một cái dãy gồm có n n số 0 nhé, và gọi cái hàm như này. Thì đây là cái hàm sau, đây là cái hàm là gì, là giả sử chúng ta đã tìm được k trừ một phần tử của k rồi, gọi k phần tử của k rồi, chúng ta tìm tiếp phần tử thứ k, thì hàm này tương đương cái này nhé. Fk bằng n chính là f này, đi làm nghiệm này thì print a thông báo a ra nhé. Cái vào số 4 này là không cần thiết vì cái sk của chúng ta luôn là không vào một, nó là nhị phân thôi mà, chứ cái dòng này là bỏ qua. Còn else là for e in range 2, cái dòng này này chính là cái dòng for x in sk. Sk đây luôn luôn là luôn luôn không vào một ở đây, nó và chúng ta đặt ak bằng y và chúng ta gọi tiếp sk bằng một. Đây là một ví dụ rất điển hình và đơn giản nhất của cái bài toán sinh sâu nhị phân viết bằng cái bằng cái backtracking. Bằng chúng ta phải so sánh cái bên này và cái bên này, hai bên này rất là giống nhau, chỉ khác là gì, cái sk cái bốn nó không cần, với sk của chúng ta đây luôn là không vào một, mỗi lần chúng ta tìm tiếp chúng ta tìm mà không vào một đó, được chưa? Rồi bây giờ tôi sang cái phần tiếp theo là phần trọng tâm của cái phần này. Trọng tâm của nó là như thế này, là cái bài toán xếp hậu, được chưa? Xếp hậu bài toán gốc là như sau, bài toán này có rất lâu rồi nhưng mà như sau này. Là cho trước một cái bàn cờ là 8 x 8 ở đây này, chúng ta cần xếp là 8 con hậu vào đây thì sao cho là gì, sao cho là chúng là không 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 chế lẫn nhau, không có nào ăn con nào cả. Thì còn bài toán này là cần tìm được tất cả các phương án xếp và đếm xem tổng số các phương án xếp là bao nhiêu phương án, và chúng ta sẽ làm tổng quát luôn, không phải là 8 mà là n luôn. Nhưng mà cho chiếc lưới ô vuông là n nhân n, cần xếp n con hậu vào sao cho không con hậu nào là ăn con hậu nào cả. Đấy, được chưa? Để cho làm tổng quát luôn. Thì bài toán này là bài toán là nếu để đây cho bài toán rất hay là các thầy cô có thể là cho học sinh làm thử, để các thầy cô có thể mang cái bàn cờ đấy cho học sinh ngồi trên ngồi xếp thử xem làm xếp được không. Chúng ta có thể cho xếp trường dễ là trường n bằng 4 này, n bằng 5 trước đi. Nhớ lại n bằng 1 thì không không có lời giải, n bằng 2 không có lời giải, xếp hai con là bị ăn nhau ngay, n bằng 3 không có lời giải, n bằng 4 thì có lời giải. Chúng ta thử cho n bằng 4 xem được không, n bằng 5, 6, 7, 8. Đây, chúng ta thử cho ra mang bàn cờ đây cho học sinh làm thử. Em cùng nhau xếp, ai xếp được thì là vỗ tay như vậy nhé. Đấy, thì đây là một mô hình rất là hay, nhưng mà làm sao bây giờ thì cái ông Walker là ông đầu tiên, ông ta là người đầu tiên nghĩ ra cái mô hình toán học này, và ông ta áp dụng cái phương pháp này vào cái bàn cờ, vào cái bàn phấn này. Đây, và ông ta làm như sau. Ông ta
Ông đã đánh giá ông ta là ông ta như sau nhé, gọi cái bàn cờ này có kích thước lẽ n/n và các cột kiệu là không đến là 7 đây, và các cái hàng là không đến 7, các hàng đánh số từ trên xuống, các cột đánh số từ phải sang, và cái lẽ ra của nó tìm được bằng một bộ n số nguyên nhé. Mỗi một cái a không bằng một a hai là chỉ là cái chỉ số hàng của cái cột thứ y, AJ là cột thứ J của ban trận. Đây, J của ban trận nhé. Thế như vậy A0 là quân hậu ở vị trí A0 đứng ở hàng thứ A0 là cái hàng nào của cái cột không. A1 chỉ ra cái vị trí hàng của cái quân hậu ở cái hàng ở cái cột thứ 1. Đó. Được chưa? Hay chỉ đó là bị tôi có thể dùng cho các em có xem chút nhé. Vì tôi xóa cái này đi, cái này từ vòng từ hôm trước. Được rồi. Bây giờ như này nhé, bây giờ tôi đây để tôi cho chúng ta xem nhé. Cách mà chúng ta sẽ mô tả nhé. Ví dụ như đây này, đây là vị trí của là A2, A2 thì bằng 6. Đấy. Còn đây nhé, đây là vị trí của A6 thì bằng 3. Đấy, được chưa? Đây là vị trí của A2 thì bằng 1. Đó. Như vậy là vì ở trên mỗi một cột chỉ có là một con hậu, không thể hai con hậu trên cùng một cột, chúng ta sẽ xếp mà n con hậu này vào n cột của cái lưới này, đúng không nào, của cái lưới này nhé, của cái lưới này. Đây, bây giờ tôi xóa đi nhé. Đấy, bây giờ tôi chạy lại cho các trường qua thực xem nhé. Như vậy là bài toán của chúng ta là như thế này, chúng ta cần phải tìm cái bộ n số, tìm A0 trước rồi tìm A1, tìm A2, tìm đến n là trường hợp thì là xong. Đây, thật sự tôi tìm A1 ở đây nhé, A1 tôi tìm ở đây, hay A1 là đây nhé. Như vậy A0 như vậy là A0 sẽ bằng 7 này. Sau đó tôi tìm A1 ở đây là vướng rồi. Như vậy A1 chỉ có thể là đây vướng rồi, chỉ có thể ở đây thôi. Tìm được A1 ở đây. Đó. A2 ở đây vướng. Ở đây chưa vướng, ở đây vướng, ở đây vướng, đây mình đang chéo này mà. Đây vướng, đây là chỗ ở đây thôi. Cứ như vậy chúng ta tìm. Thì lúc nào chúng ta sẽ quay lui lại. Đó, đây là cái. Như vậy là chúng ta phải đưa về việc tìm nghiệm của cái bài này bằng cách là cho tìm trên một dãy cũng có 8 phần n phần thưởng thôi. Đấy, nhưng vẫn là một cái dãy số nhé. Được 8 phần thưởng. Và điều kiện cho hai con hậu tại tại vị trí AI và AJ không có chênh lẫn nhau là AI khác AJ và chỉ tuyệt đối của AI trừ AJ thì khác với Y trừ J. Đây là cái công thức rất là hiển nhiên, rất dễ hiểu của cái mô hình toán học của quần hậu. Được chưa? Đây là cái giải nó rất đơn giản nhé. Chúng ta thiết lập ban đầu là A, thiết lập là A ở đây và đặt bắt đầu A lại là một cái dãy n số 0 và gọi cái hàm Trinitz 0. Đây. Hàm này là hàm Trinitz K, là hàm giả sử đã xếp được vào các cột từ 0 đến K trừ 1 rồi cần xếp tiếp tại cột K, thì nó K bằng N là xong, chúng ta thông báo nghiệm. Còn ngược lại, chúng ta sẽ tìm kiếm cho Y chạy từ 0 đến N và kiểm tra xem có thể đặt cái con hậu tại hàng Y của K hay không. Nếu được, đặt AI bằng K và gọi hàm tiếp theo, chỉ là gọi xong cột tiếp theo. Đây là một cái phương pháp, là cái chương trình rất đơn giản của nó đây. Còn đây là cái hàm thông báo nghiệm. Chúng ta phải mô tả một cái hàm riêng để mà hiển thị cái các cái miền nghiệm ở trên màn hình. Còn đây là cái hàm để hàm kiểm tra check AJ, hàm kiểm tra nghĩa là kiểm tra xem là có thể xếp được con hậu tại hàng Y vào cột J hay không. Nếu đã có con hậu, đã tìm được con hậu ở cột thứ 1 từ 0 1 2 3 đến J trừ 1, xem là có tìm tiếp vào cột J hay không. Đây là một cái hàm rất đơn giản thôi. Thì đây là một chương trình nhé. Vậy thì ở bài này các thầy cô hoàn toàn có thể là cùng học sinh chúng ta sẽ mà chúng ta sẽ mà các thầy cô cũng là cho học sinh đến và học sinh sẽ thử làm. Đấy nhé, tôi lấy ví dụ chúng ta thử làm. Chúng ta xếp A0 ở đây nhé. Đấy. A1 này. Chúng ta xếp đây không được này. Đây không được, xếp A1 ở đây. A2. Không được. Không được. Vướng không được. Không được. A2. Ok, đây nhé. Đó. A3. Ở đây không được. Ở đây được không? Ở đây được. Đấy. A4 nhá, ở đây không được, không được, không được, ở đây được không, ở đây được không nhỉ, ở đây được đúng không, ở đây được, đúng không, rồi tiếp theo là A5,
ở đây không được, ở đây không được, ở đây không được, đây không được, đây không được, đây không được vì vướng cái này, ở đây không được vì vướng cái này, ở đây không được. Như vậy cái hàng 2 năm này không được gì hết, chúng ta sẽ phải hủy đi, chúng ta phải quay lui lại ở bên hàng này, chúng ta là chuyển lên đây nhá, ở đây không được, ở đây không được, ở đây không được, ở đây không, ở đây được rồi, chúng ta làm tiếp sang bên này, ở đây được không, không được, ở đây không được, ở đây không được, ở đây không được, ở đây được không, không được, ở đây không được, ở đây không được, ở đây không được. Như vậy chỗ này là chỗ này là quay lui bỏ đi, chỗ này là quay lui bỏ ra, chúng ta chuyển tiếp, đây không, đây không được, đây không được, đây không được, đây không được, đây được đấy. Chúng ta cứ thế là chúng ta làm, là chúng ta làm là từ từ bên trái sang phải, cứ xếp từ dưới lên trên, khi nào được chúng ta, khi nào xếp được cả n n con là xong, được một lời giải. Còn chúng ta là quay lui, chúng ta làm tiếp đấy, thì tôi đã viết minh trình rất là ngắn là mô phỏng chuyện đó, chúng ta cùng xem nhé. Tôi đã viết minh trình rất đơn giản để mô phỏng cái việc là mô tả cái thuật toán là quay lui để xếp n con hậu trên màn hình, rất là thú vị, các bạn cùng chúng tôi cho ta xem nhé. Đây nó rất là hay luôn, thế nó rất là hay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé. Bắt đầu này, chúng ta sẽ nhập mà thông tin, nhập thông tin, và khi nhập xong rồi chúng ta bấm bấm space để bắt đầu, thì tôi nhập lại n bằng 8 nhé, n bằng 8 là cho phép n từ 4 đến 8 nhé, vì n vì n bằng 3 là nó không không có lời giải, n bằng 2 cũng có lời giải, cho nên bắt buộc phải là 4 trở lên, là 8 nhé. Đấy thì ở đây nhé, ở đây chúng ta bấm space để bắt đầu nhé, nhưng mà chúng ta chú ý một chút là ở đây có mà tôi làm ra đây cho thêm hay hay là chúng ta cho phép điều khiển cái tốc độ mô phỏng. Nếu mà mô phỏng mà cái này cái time càng lớn thì mô phỏng nó càng chậm lại để cho nó quan sát, còn nếu mà khai bằng một là mô phỏng rất là nhanh. Tôi để mô phỏng chậm lại ở đây nhé, đó bấm lên để đóng lại. Bây giờ tôi sẽ cho muốn cho hay tôi sẽ bấm, các bạn im lặng, tôi sẽ bấm cái, tôi bấm cái để bật âm thanh của máy tính của tôi lên nhé, và bấm space thì máy tính sẽ xếp con hậu ở đây, và cứ xếp khi mà quay lại có một cái tiếng bùm là nó quay lại, là lúc nó quay lui đấy. Tôi cho là nhấn mạnh cái chuyện quay lui, mà khi mà nó quay lại là nó có một tiếng, một âm thanh phát ra chính là quay lui. Chúng ta cùng nhau nghe này, bấm space nhá, có âm thanh là quay lui, một chút chọn, một chút chọn thôi nhé. Bây giờ tôi quá phải cho nó dễ này. Rồi bây giờ như này nhé, đấy. Như vậy là đây là tôi đang mô tả rất chậm. Bây giờ tôi mô tả nhanh hơn, tôi làm sao là tôi sẽ bấm lên tôi cho nó nhanh hơn này, thì nó sẽ rất là nhanh. Và chúng ta kiểm tra xem là bao sau bao lâu nó sẽ nó ra được một phương án nhé. Nhưng mà nó quay lui rất là nhiều, đi tiến lui tiến lui rất là nhiều, tiến sang phải mà lui sang trái cứ vậy mà tiến nhá. Khi nào mà nó ra được một phương án thì nó sẽ dừng lại và nó có tiếng vỗ tay, mà đây nó bật âm thanh rồi mà nó đếm đấy. Từ đây giờ vẫn chưa tìm ra được một phương án nào cả, rất lâu đấy nhé. Nếu mà các thầy cô mà cho học sinh làm bằng tay là rất rất lâu. Nếu mà dùng phương án là gọi là dùng là quay lui, chúng ta gọi là vét cạn trên toàn bộ các phương án nhé. Cho đến lúc chúng ta tìm một phương án khả thi ở một phương án ban đầu nhé, đấy. Nó sẽ dừng lại và thông báo cái số liệu. Đây là số 1 đây này. Đấy. Nhưng mà chỉ được một phương án rồi và liên tiếp. Với cái bài là NV-8 chúng ta có đáp số là 92 phương án nhé. Nếu các bạn mà lập trình mà ra được 92 phương án thì là đúng. Và chúng ta có thể lập trình mà in ra toàn bộ 92 phương án. Tìm hai phương án rồi. Càng sau nó càng tìm nhanh hơn một chút nhé. Đó thì đó là cái em là nó cái chương trình mà tôi làm cho các bạn, là cho bạn tham khảo để xem thôi. Cái SCAD rất hay chứ nhé. Tôi nói thêm, tôi nhân tiện tôi nói thêm một chút về cái SCAD làm lập trình cho tôi, nó rất là hay. Hiện nay là hiện nay là trong trình mới chúng ta đã đưa cái này vào trong cho lớp mà cho lớp 4, lớp 5, lớp 8, lớp 9. Nhưng hiện nay không hiểu sao rất nhiều người, rất nhiều cán bộ ở lãnh đạo là chưa hiểu. Cho nên là tôi cảm giác là chưa hiểu, cho nên là hiện nay là trong cuộc thi học sinh giỏi, thi học sinh tiểu học ấy là vẫn bắt dùng Scratch, nhưng mà chỉ lập trình là tính đầu vào đầu ra. Tất cả mọi người đều có suy nghĩ là làm tin học, tức là đầu vào đầu ra, test in test out, cho học sinh làm bài toán và đầu vào đầu ra,
Đấy, nên mà không hề bắt học sinh phải phải làm cái chương trình như thế này nó mới hay. Cái Scratch hay là nó rất dễ dàng, chúng ta làm được cái chương trình mô phỏng mới đẹp như thế này thì lại không cho học sinh làm. Cho nên hiện nay là cái chương trình mà thi không biết là mai kia mà khi chương trình tin học của ta đi vào cuộc sống ấy, thì cái phần thi lớp 4, lớp 5 và lớp lớp 8, lớp 9 như thế nào tôi chưa rõ. Hiện nay là tất cả học sinh của chúng ta từ nhỏ đến lớn, tất cả nước mình đều cuốn vào cái chuyện là thi đầu vào đầu ra, test đầu vào đầu ra, đều đều là cái cá nhân tôi nói vậy là chúng ta không đi vào cái bản chất mà chỉ là hình thức, và đều là cốt là đố, cốt là cốt là lấy giải. Đấy, còn đối với cấp 3 mà dùng thuật toán thì cái hay của nó là thuật toán như thế nào, phân tích thuật toán là cái hay. Còn tất nhiên là dùng test in test out nó chỉ là kiểm thử, nó là một cái công cụ để chúng ta chấm nhanh hơn thôi. Còn đối với Scratch thì cái hay của nó chính là những cái này, là chúng ta làm ra cái phần mềm, là ra cái tương tác chỗ giúp cho chúng ta cho học sinh nó tăng khả năng tư duy, tăng khả năng tư duy lập trình. Và đối với trình tiểu học thì nó cần gì phải là các thuật toán, cần gì phải làm đầu vào và đầu ra, test in test ra, cho trước đầu vào mà kiểm tra đầu ra, nó không cần mà cần nó cần những cái này này đó. Như vậy thì chúng ta làm là 11 phương án rồi, và cứ chạy chúng ta chạy mãi đến chắc khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ thì ra được là 92 phương án nhé. Rồi thì đó là cái phần mà tôi đã phần này trong các nhóm Zalo tôi sẽ gửi lại cho các bạn trên hết có rồi, tôi gửi cho các bạn cái bài rồi các bạn có thể lên mạng mà xem nhé. Đó thì đó là cái phần, và trong cái phần này chúng ta làm một số bài toán như bài toán sinh hoán vi, bài toán sinh sâu nhị phân, bài toán sinh các tổ hợp con, và cuối cùng là bài toán mê cung. Thì cái bài toán mê cung là bài toán khó nhất. Thì trong cái bài cuối cùng của cuốn sách chuyên đề tin học mà CS này chính là cái bài chúng ta tập trung vào giải cái bài toán là mê cung. Thì bài toán nó đúng là nó hơi khó, thì chúng ta giải như sau. Chúng ta xem là tôi nói phát thảo ý tư tưởng thôi, chúng ta coi cái mê cung nó làm như là một cái lưới vậy, là một lưới là hệ tổng quát là m như n, là m hạng n cột. Thì ban đầu chúng ta cho cái đầu vào của lưới là các cái mỗi ô của lưới là một cái số 01, số 1 là tường, số 0 là dõi. Thì bài toán mê cung là đầu vào làm cái điểm vị trí ở bên trái trên và cần phải đi theo con số 0 làm sao để ra đến điểm ở bên phải dưới. Đây là một giải đây. Thì đây là đầu vào dưới dạng là một cái file, đó là maze in, và đầu ra là maze out. Đấy. Thì chúng ta sẽ thực hiện cái lời giải này bằng gì? Bằng là quay lui. Thì đây chính là lời giải của cái bài toán mê cung mà cái ông Luca là ông là đầu tiên ông viết ra, đưa ra mô hình bài toán này. Ông ta là đầu tiên dùng cái từ quay lui từ cái thời đó, tư tưởng của cái từ quay lui. Thì đây là lời giải của nó. Thì các bạn có thể xem trong sách giáo khoa. Sách giáo khoa hiện nay là bây giờ sách khoa này này nó khác một chút so với cái này, để tôi lại viết lại một chút cho nó ngắn gọn hơn cả cái lời giải trong sách giáo khoa. Nên đây một chút thôi, một tư tưởng nó vẫn là thế. Chúng ta đọc dữ liệu vào, chúng ta đọc vào là vừa đọc vào đồng thời là sẽ thu được lại m n và cái lưới ô vuông m như n, có số là 01, số 0 đó là dõi, là vị trí rỗng, còn vị trí 1 là tường. Và chúng ta đặt cái son là cái lời giải đó là bắt đầu tức là một cái mặt trận là toàn số 0 m nhân n, và đây là thuật toán, đây là cái hàm chính. Cái lời gọi của hàm chính nó sẽ là son m 0 0, ở đây là lời gọi gọi xuất phát từ vị trí bắt đầu là 0 0 nhé, với ban đầu không là bên trái trên đấy. Thì cái hàm này nó sẽ như sau, hàm này nó kiểm tra sẽ có thể đi được đến cái hàm xi này không nhé. Nếu XY mà là nằm trong mê cung mà là rỗng và trước đó chưa đi qua thì có thể thiết lập bước đi tại tại điểm X0 và vẫn đi được tới đích thì trả về true, còn lại trả về false. Thì như sau này, chúng ta kiểm tra nếu XY lớn bằng 0 và nhỏ hơn M, Y lớn hơn bằng 0 nhỏ hơn N, và cái maze là cái mê cung của nó bằng 0 tức là rỗng, và son bằng 0 tức là vị trí này chưa đi qua thì đặt nó bằng 1. Đó. Bằng 1. Nếu như là ô đích, nếu mà x bằng m chỉ 1 và y bằng n chỉ 1 thì ta trả về true, nhưng mà đã đến đích. Và ngược lại, chúng ta lập trên cái direction là bốn hướng. Bốn hướng là đi em là đi là đi sang phải, đi lên trên, đi sang trái và đi xuống dưới. Thế là ta gọi cái hàm này này, gọi cái hàm nếu mà gọi được, gọi đúng thì ta đi phân true. Còn ngược lại, chúng ta sẽ là quay lui, đặt lại là son xi bằng 0 và đi phân false. Còn nếu mà x mà không nằm trong mê cung thì chúng ta sẽ đặt return false.
Như vậy là cái bài này nó rất là dễ, nó rất là đơn giản, chính là một cái bài toán mà mô hình mô tả điển hình cái mô hình quay lui, được chưa? Đấy. Nhưng mà tới đây là tôi như vậy tới giờ tới đây là tôi đã vừa trình bày xong cho các cô là toàn bộ cái cuốn chuyên đề CS là 30-35 tiết, được chưa? Cộng thêm cái phần phần CS trong sách giáo khoa chính, phần CS là 32 tiết. Như vậy là nếu học sinh mà học học maximum những cái phần liên quan đến CS khoa máy tính ở trong chương trình sách giáo khoa của chúng ta thì là nó sẽ là 35 tiết cộng với 32 tiết là 67 tiết. Một chương trình là một chương trình theo tôi rất là khá nặng. Và tất cả chúng ta nếu mà học sinh mà là trường học trường chuyên ấy, mà học sinh học thích học thì định hướng cho mình nghề nghiệp của mình sẽ là nghề làm khoa máy tính thì học phải học cả hai cái chương trình này nhé. Đây là toàn bộ cái phần các cái dự án mà tôi đã tạo ra bằng trên Scratch để mô phỏng các thuật toán. Thì sau này nếu có thêm tôi sẽ làm thêm, chứ bắt là cái này là có đủ tất cả những cái chương trình hay tôi đã tạo ra nhé. Đấy. Rồi, như tôi vừa mới trình bày xong nhé. Thì tới đây thì về bằng lý thuyết là kết thúc. Tôi dành ra ở cuối cùng các bạn có hỏi gì tôi sẽ trả lời ngay ở đây. Nên chúng ta có câu hỏi han gì nhé. Đấy, thì giữ động thì tôi sẽ trả lời ngay ở đây. Nhắc lại một chút là chúng ta nếu các bạn nào chưa vào thì các bạn sẽ join vào hai cái nhóm mà tôi đã vừa tạo ra mà ban sáng. Đây, chúng ta sẽ các bạn đánh dấu vào đây, hình như có khá nhiều người vào rồi đấy. Đây là cái nhóm là CS3 và đây là nhóm là ICT3. Thế này tôi đã tạo ra là hai nhóm ICT 2 đã đầy hết rồi. Nhóm ICT3 là nhóm mà tôi tạo thêm vào hôm nay. Còn về CS cũng tạo ra hai nhóm là CS1, CS2 cũng đầy hết rồi. Và bây giờ tạo thêm nhóm CS3, mong các thầy cô sẽ vào hết. Thì tất cả những phần liên quan CS thì tôi sẽ phụ trách, tôi sẽ là người trả lời đầy đủ tất cả những câu hỏi của các thầy cô, nếu các thầy cô có câu hỏi gì liên quan đến sách giáo khoa và cách và khi giảng dạy sau này. Còn những phần liên quan ICT thì phần nào mà tôi biết tôi sẽ trả lời, còn không biết thì tôi sẽ nhờ những thầy như là thầy Nguyễn Nam Hải hay là các cô như là cô Thư hay là cô Việt sẽ hỗ trợ chúng ta để chúng ta có cái tốt nhất để có tất cả các thông tin tốt nhất để sẵn sàng cho cái năm học này. Thì năm học này tôi đánh giá là lớp 11 sẽ là một trong những lớp mà một cái lớp mà nặng nhất của chúng ta, rất nhiều thứ mới, có thể cũng thấy là rất nhiều thứ mới, chỉ có một vài cái thức là cũ thôi, còn rất là mới, ngay cả cái thức về cơ sở dữ liệu thôi, mặc dù nó là cơ sở dữ liệu nhưng mà nó cũng là mới, để cho chúng ta làm với Access rất quen rồi, bây chúng ta chuyển sang cái mới là SQL. Đấy, nó rất là khó nhé. Thì chắc là thầy Nguyễn Đồng Hải đã tạo một cái nhóm riêng là về cơ sở dữ liệu rồi, chúng ta sẽ vào cái nhóm đó. Ở trên này cũng có thể trao đổi lại trong nhóm ICT nhé. Các thầy cô có hỏi không ạ? Thì chúng ta sẽ cùng nhau trả lời ở ngay đây thôi nhé. Ngay trên những slide này. Để đợi thêm một chút, tôi xem lại một chút, xem chúng ta có tổng hợp lại, chúng ta có những phần gì chúng ta cần phải xem qua không nhé. Đây là tất cả những phần mềm cài đặt nhé. Thì cái Python, cái lần mai chúng ta đây nó hơi nhìn khó nhìn nhé. Như vậy là cái Python này là chỉ dùng cho cái phần CS thôi nhé. Cái MySQL và HD MySQL thì để dùng một chút cho cái phần kiến thức chung của cơ sở dữ liệu. Còn MySQL và HD SQL thì dùng cho cái định hướng là ICT của sách giáo khoa 11 nhé. Phần mềm Inkscape và Gym và VideoPad là dùng cho cái phần ICT của sách giáo khoa 11 nhé. Còn cái chuyên đề ICT thì dùng phần mềm là Inkscape là 1 nhé, Gym là 2 và phần mềm thứ 3 là Thuntastic, tức là phải tập cả BlueStack và Thuntastic đó. Thì tôi khi nào tôi sẽ vẽ lại cái sơ đồ này, chúng ta hình dung là ai dạy phần nào, cần cài đặt phần nào nhé. Tôi thêm một chút về cái MySQL này nhé. Chắc thầy Hải nói rồi, tôi nói thêm một vài câu thôi. Vì MySQL là cơ sở dữ liệu, nó là client server. Khi chúng ta vào cái site này thì chúng ta chỉ
tải về và chúng ta chạy. Cài đặt cái phần mềm là phần server, xin lỗi, phần này là cái phần server của MySQL thôi. Khi chúng ta cài cái phần server của MySQL thì nó tức chương trình sẽ tạo ra là chương trình sẽ tạo ra là một cái dịch vụ, một là dịch vụ MySQL, và nó tự nó chạy ở trong chương trình, bật bật lên là nó chạy luôn. Và tự động phần mềm cũng tạo ra một cái link để chúng ta có một cái gọi là nó có một cái gọi là gì nhỉ, là cái bản client bằng bằng dòng lệnh ngay trên màn hình đấy. Còn cái HD này là chính là một cái giao diện về client rất là chuẩn xác và bằng đồ họa, để mà cái thì cái đây là phần chi tiết được dạy trong 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 sách. Tuy nhiên chúng ta cũng thể là không có thể chúng ta không cần cái đồ họa này, chúng ta phải dùng khác được. Cái tôi cho bạn xem ý. Đây này, các bạn có thể là khi chúng ta cài MySQL thì ở đây tôi cho bạn xem, khi chúng ta cài MySQL xong rồi thì nó lập tức nó sẽ vào chỗ này này. Chúng ta sẽ kiểm tra nhé, chúng ta vào cái service nhé. Đây thì trong service này là chúng ta nhỏ chúng ta phải nhìn thấy một dòng tên là MySQL thì là mới là xong nhé, còn chưa có thì là chưa xong. Đây đây nhá, đây là MySQL này đấy, và mục đích của nó là nó running là automatic, tức là khi chúng ta chạy bật đầu lên nó chạy luôn thì nó phải ra thế này thì mới là xong nhé, là luôn luôn nó là running đó, luôn luôn nó là running, được chưa? Rồi thì cái này nó luôn cho ra để mặc định cho màn hình. Rồi sau đó thì khi mà cái phần server nó có rồi thì chúng ta sẽ chạy client để chúng ta mà tạo lập cơ sở dữ liệu, chúng ta tạo bảng, chúng ta cái lệnh query nhé. Đấy thì với client thì có nhiều cách. Một là cách chuẩn nhất mà theo sách giáo khoa là chạy cái phần mềm mà HDSQL này đấy, chính là phần mềm này này đó. Thì phần này là mặc định là chúng ta chỉ cần nhập cái mật khẩu của root thôi. Chúng ta không thay đổi, như khi chúng ta kết nối vào cơ sở MySQL chúng ta cần cái mật khẩu root thôi là xong. Chúng ta gõ việc đối với tôi là mật khẩu tôi sẽ là 1 2 3 4 5 6 và enter là nó tự vào hết. Và đây là những cơ sở có sẵn nhé, cơ sở dữ liệu của tôi đây, bán hàng đây này. Tôi lấy ví dụ như vậy nhé. Và đây ở đây chúng ta có thể làm thao tác như trong sách giáo khoa đã viết. Thì đây là một cách chúng ta dùng client là dùng HDSQL, chúng ta kết nối vào cơ sở dữ liệu là kết nối vào cái MySQL server. Đó, chính là tôi vừa đưa cái màn hình là service rồi đó. Đấy thì ta cần nhớ cái mật khẩu của nó, mật khẩu là root như vậy thôi là xong. Đây là cách nhanh nhất nhé, nhanh nhất và thuận tiện nhất trong sách giáo khoa. Còn không, chúng ta thậm chí có thể dùng cái màn hình nó là MySQL client như này. Đây là cái có sẵn của, không cần cài cái HD, chúng ta có sẵn cái này rồi thì ta bấm vào đây. Là bấm đây mà chúng ta cần có mật khẩu của root thôi, gõ là đấy, ví dụ như vậy nhé. Và vào luôn. Đấy, ở đây chúng ta có thể bài này chúng ta có thể dùng các lệnh SQL, chúng ta thực hiện đây như vậy. Tôi lấy để chúng ta dùng cái lệnh là show database, lấy ví dụ như vậy nhé. Database. Đấy, chúng ta sẽ kiểm tra thì hiện ra những cái dòng này. Ở đây chúng ta dùng cái lệnh lệnh khởi tạo cơ sở dữ liệu, lệnh sử dụng cơ sở dữ liệu, lệnh tạo bảng, lệnh nhập dữ liệu, lệnh insert in into, lệnh các lệnh query, lệnh select, thì tất cả lệnh đó là có ở trong cái sách của chúng ta. Anh có thể dùng ngay cái ngay giao diện này. Còn một cách khác nữa nhá, tôi xin phép trình bày luôn như thế ở đây. Chúng ta còn một cách khác nữa, tôi xin vẫn cho các thầy cô xem cái màn hình tôi đã chuẩn bị. Chúng ta có thể dùng ngoài cách chúng ta dùng HDSQL là dùng client đưa vào là cách chuẩn nhất nhé. Ngoài ra chúng ta có thể dùng hoặc là dùng cái MySQL client mà tôi vừa đưa, hoặc chúng ta dùng cái phần mềm client khác là phần mềm nó là MySQL Workbench cũng được. Workbench hoặc thậm chí như này nhé, thậm chí vấn đề của tôi theo tôi là rất là hay luôn, với những người mà thích lập trình Python. Để tôi cho các thầy cô xem cái màn hình đó nằm trên bàn. Thầy cô đợi tôi một chút nhé, tôi từng lưu cái màn hình ở đâu đó ở đây này. Đây đây, để cho các thầy cô xem một chút thôi nhé. Tức là khi chúng ta cài cái MySQL server thì nó sẽ tạo ra một server. Thì cái server nó có tính năng là nó chúng ta có thể lưu dữ liệu ở đây, và chúng ta cần phần mềm client để kết nối với server thông qua SQL. Thì client có nhiều cách nhá, hoặc chúng ta dùng cái dùng là MySQL có sẵn ở trong máy tính tôi vừa đưa ra, hoặc dùng là HDSQL. HDSQL là cái phần mềm được quy định được được được, được mô tả trong sách giáo khoa. Một cách thứ ba là có thể dùng phần mềm là MySQL Workbench cũng được.
Hơi khó hơn một chút. Và một cách nữa là dùng cái gì? Là dùng Python. Đấy, cái này là cái đặc biệt này. Hoàn toàn những ai mà lập trình quen Python, chúng ta có thể dùng Python. Python nó có một cái module. Module đó chúng ta module có tên là MySQL Connector, thì cái chúng ta đã tải cái module này về và chúng ta load cái module này vào bộ nhớ và chúng ta dùng Python, chúng ta sử dụng ngon lành tất cả các lệnh SQL để làm việc. Như vậy là Python cũng là một cái môi trường có thể dùng như là client để kết nối vào với MySQL Server. Mọi người có thấy như vậy có rất nhiều cách để chúng ta làm, chứ không phải chỉ có riêng một cách là HDSQL. HDSQL là phần mềm rất là chuẩn rồi, chuẩn mà chính thầy Nguyễn Đăng Hải là thầy viết sách và thầy là thầy đã chọn cái mô hình đó là chuẩn rồi, nhưng mà có thể chúng ta dùng các mô hình khác vì nó không phải là chúng ta được quyền chọn bất cứ mô hình nào mà nó là rất là tự do của chúng ta. Nhưng mà một đơn giản nhất chúng ta cũng có thể là không cần HDSQL, không cần MySQL Workbench, có thể không cần Python, chúng ta dùng ngay cái MySQL Client này. Đấy, chính là cái này, cái em tôi vừa chỉ bật đây. Ngay cái này cũng được, chẳng sao cả. Tùy 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 chúng ta nhé. Nhưng mà tất nhiên là chúng ta nên theo lời khuyên là nên chính thức chúng ta nên dùng cái HDSQL. Các thầy cô có câu hỏi gì không ạ? Không có câu hỏi gì thì đây là cái gì đây? Em ơi, có tính năng nào mà để chắc là giáo viên không nhỉ? Để đâu có chưa nào? Đâu phải là cái này không? Sao? Đây gọi là cái chat đâu? Chat thì ở đâu nhỉ? Thầy bật bật cái bật to cái này ra để chúng mình tìm. Xong có phần chat đấy. Đâu đâu? Đây. Không thấy chat gì à? Để. Đâu nhỉ? Chưa vào. Không có đúng không? Thôi vậy nhé. Nếu có thầy cô mà không câu hỏi gì thì chúng ta sẽ dừng buổi tối đỡ ở đây nhé. Thì tất cả câu hỏi tiếp theo các thầy cô có câu hỏi gì, bất cứ câu hỏi gì mà liên quan đến cuốn sách giáo khoa của chúng tôi thì các thầy cô có thể trực tiếp liên quan đến trực tiếp mà con liên hệ với các thầy cô giáo mà các tác giả của sách giáo khoa. Còn riêng tôi thì tôi đã mở rất nhiều các cái phòng các cái nhóm Zalo. Các thầy cô có thể liên hệ trực tiếp với tôi thì nếu biết được tôi sẽ trả lời cho các thầy cô. Thì trong một sách giáo khoa này tôi chỉ phụ trách riêng cái phần CS thôi, còn tất cả các phần khác là có các thầy cô giáo khác. Thế thôi nhỉ, chúng ta có câu hỏi gì không nhỉ? Không thấy anh. Vậy chúng ta sẽ dừng ở đây nhé. Xin chào các thầy cô giáo, hẹn gặp lại các thầy cô giáo trong thời gian là gần nhất nhé. Xin kính chúc các thầy cô giáo là mạnh khỏe và sẽ có cái thời gian đi gần tốt nhất để tiếp xúc với chương trình mới, với bộ sách giáo khoa mới và rất hy vọng rằng cái bộ sách giáo khoa năm nay này mới này này là một cái là nó mang lại một cái cuộc cách mạng.